cho ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. La 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 la. Nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới, sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi, sống an vui thế đời ơi ta vui sống, sống như như thế mùa xuân luôn thắm tươi, xuân mãi thắm tươi, sống như xuân mãi mình đang như như thế, chính như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta mãi mãi như, sống như như ấy đời đời mãi tình ngồi, sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá, tôi đang sống vì đời quá tươi vui, sống như đang sống đời vui tươi mãi mãi, sống đang vui sống từ nay mãi mãi như. Ra sống từng giây như như ấy, sống luôn nồng thắm lòng yêu thương nhân thế, sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong, sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi. Sống tôi vui sống từng giây yêu thương quá, sống đáng sống vì tha nhân nên vui sống, phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng, cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi. Thank you.
Hôm nay toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chiều nay chúng ta sẽ học tiếp cái phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Xuất hiện bửu quan chủ thần hải thần, được giải thoát môn, dùng thân châu báu trang nghiêm tâm bình đẳng, bố thí phước đức cho tất cả chúng sanh. Hôm nay chúng ta sẽ học tới cái chủ hải thần ha. Xuất hiện bửu quan chủ hải thần. Ông này ổng được một cái môn giải thoát là dùng cái thân. Một cái điều rất kỳ lạ là cái thân ổng là cái thân châu báu trang nghiêm. Cái này hơi khó hiểu ha. Trước giờ mình chưa từng nghe vị thần nào mà cái thân bằng châu báu. Ví dụ thôi chứ còn chưa thấy. Nhưng mà ở đây ổng lại đạt tới một cái cảnh giới tu tập gì đó. Cái này đối với chúng tôi nó hơi lạ. Thì ổng đạt tới cảnh giới là dùng cái thân châu báu trang nghiêm. Nhưng mà một cái đặc biệt là sử dụng cái thân của mình để trang nghiêm cái tâm bình đẳng. Thì vậy là không biết ý đoạn kinh này sử dụng cái châu báu nào. Không biết là phải là thất thánh tài không. Mà cái khả năng tu tập của ổng á, tức là sử dụng cái thân đó để tạo được cái tâm bình đẳng, đồng thời á, là tạo được cái phước cho tất cả chúng sanh, bố thí cái phước lành cho tất cả chúng sanh. Tức là ổng, nếu mà mình nhìn theo một cái góc, theo cái kiểu mà thường á, theo kiểu thường của thế gian, thì đây là một người có cái phước rất là lớn, cho nên được sở hữu cái châu báu rất là nhiều. Và sử dụng cái châu báu đó, ổng tạo phước đức cho tất cả chúng sanh. Nếu theo nghĩa thường nó là như vậy. Bất khả hoại kim cang tràng thần, được giải thoát môn, phương tiện khéo léo giữ gìn thiện căn của tất cả chúng sanh. Cái này trước đây cũng có một vị thần có khả năng làm điều này rồi phải không? Tức là muốn gìn giữ và bảo hộ thiện căn cho tất cả chúng sanh. Mà nhiều lần mình đã nói tới cái vụ gìn giữ thiện căn rồi. Thật sự thiện căn ở chúng ta khó giữ hơn là giữ bụi vô trọng mắt. Thế vậy chứ mình không có ai, không có mấy ai có. Nếu mà không có khả năng công phu tốt á, là chúng ta luôn luôn không có khả năng gìn giữ được thiện căn. Đây là điều mà rất khó ở trong đạo Phật.
Cái thiện căn thiện nghiệp thế vậy khó giữ lắm. Mình thấy làm thiện thì rất là dễ làm, mà ngay trong lúc làm thiện chúng ta cũng bị không giữ được thiện căn. Và thậm chí ngay cả cái chuyện tu tập của mình, ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè nha, đang trong cái pháp hội này thôi, thì mình là cái người học hiểu hết rồi, những điều của thầy đang giảng mình hiểu hết rồi. Nhưng mà vì mình muốn vào đây mình ngồi để mình ủng hộ đạo tràng, thì đó là mình phát khởi cái thiện căn, không phát khởi cái thiện tâm của mình. Nhưng rồi khi mình vô đây mình ngồi, mình cũng nghe lặp đi lặp lại có nhiêu những chuyện mình đã biết, bắt đầu thì sao, sanh cái tâm chán. Thì ngay cái lúc mà chúng ta chán đó là chúng ta đã phá hủy cái thiện căn của mình. Chuyện chút vậy thôi, không có gì nhiều, phá vỡ thiện căn rồi. Thật ra cái chuyện mà giữ thiện căn là gần như là một cái người rất là tinh tấn tu hành mới liên tục bảo hộ gìn giữ được thiện căn, chứ không phải đơn giản đâu. Mình đang chơi với một người bạn, đang chơi rất là thân, tự dưng bữa đó mình điện nó không bắt máy mà nhắn tin, nó không thèm trả lời, xin bực bội. Thì giờ thì sao, thiện căn bị phá vỡ. Chút vậy thôi là thiện căn mình nó phá vỡ. Thật ra cái chuyện mà làm bị phá vỡ thiện căn là chỉ cần một niệm bất giác của chúng ta thôi. Cho nên nó là một cái vị thần này mà có khả năng khéo gìn giữ và bảo hộ thiện căn á, giống như gìn giữ bảo hộ lục căn chúng ta không vướng mắc với lục trần. Đây là một cái công phu chứ không phải đơn giản là chúng ta có thể giữ được thiện căn của chúng ta một cách tương liên tục á, gọi là giữ liên tục là rất là khó. Thật ra trong cái việc mà bảo hộ thiện căn rồi làm cho tăng trưởng phước đức và cái nhân duyên lành của mình trong Phật pháp mà được gìn giữ bảo hộ để nó được thanh tịnh, để nó được tăng trưởng, để nó đầy đủ cái thiện duyên là một cái gì nó rất là khó. Như như bây giờ cái thiện duyên của mình là bữa nay mình muốn đi đi gặp một vị thiện tri thức, một vị thầy nào đó mình rất là mến mộ, từ lâu mình muốn gặp. Mà đi đường thứ nhất là nó xa, đi xa vất vả rồi, vừa đói bụng vừa khát nước rồi, tới chỗ đó thì không có chỗ ăn, không có chỗ ở, mà phải ở ngoài nắng, ngoài cái chỗ nó khó chịu, mà mình phải ngồi mình chờ. Chờ một chút rồi thấy được, rồi bắt đầu chờ từ một tiếng, hai tiếng đồng hồ trở lên, cái mình thấy nó khó chịu rồi. Nó chịu anh chờ thêm chút nữa không được, mà thấy người ta được gặp mà mình không được gặp, mà mình đi sớm mà mình không có được gặp, vân vân, đủ thứ những cái ý niệm nó khởi lên, hồi cái mình bực bội, cái mình xách gói đi về, hết cái duyên để gặp. Nó có những cái như vậy. Thật ra tất cả những cái mà nghe nó rất là thường ở trong Phật pháp là cái thiện căn của mình, nhưng mà ít có người hiểu hết và có cái cách tu tập tốt để mình liên tục gìn giữ thiện căn, không bị thối chuyển. Không bị thối chuyển là một cái gì nó rất là khó. Ở đây cái vị bất khả hoại kim cang tràng thần này, ổng được một cái môn giải thoát của ổng là ổng khéo gìn giữ thiện căn ở chúng sanh. Thì không biết khéo gìn giữ bằng cách nào thì chúng ta chưa có gặp, đúng không? Nhưng mà với bản thân của mình á, nếu mà mình hiểu rõ về cái thiện căn của mình, thiện căn luôn được gìn giữ tốt là phước đức luôn luôn được sanh khởi tốt. Mà phước đức chúng ta được sanh khởi tốt tức là cái đời sống tâm linh vật chất chúng ta luôn luôn được tăng trưởng. Do đó chúng ta gìn giữ cái thiện căn của mình giống như gìn giữ cái trong con mắt của mình, giống như gìn giữ cái bổn mạng của mình. Cái bổn mạng không phải là cái mạng sống thông thường này nữa, mà cái mạng mạch Phật pháp của mình lâu bền, từ đây cho tới ngày mà đạt ngộ giải thoát là một cái gì nó khó lắm, không phải đơn giản. Mà không có liên tục không có được. Thế vậy chứ dễ bị dao động, dễ bị hở cách, dễ bị thối thất. Cho nên muốn giữ thiện căn là một người gần như là quyết tu ghê gớm lắm mới có thể giữ được. Còn yếu yếu chúng ta giữ không được đâu, dễ bị bực bội lắm. Mới ngày hôm qua nói chuyện vui vẻ, bữa nay nghe đồn đãi chuyện gì đó là tự nhiên mình bắt đầu mình hết vui.
Hôm qua mình hết lòng tin Phật, nhưng mà xảy ra một cái chuyện của gia đình. Mình đốt nhang mình lại Phật quá trời, Phật không giúp mình. Nguyên đêm niệm Phật quá chừng luôn, lại Phật rồi sám hối đủ điều. Mà sáng hôm sau mình vẫn gặp chuyện bất trắc. Lúc đó là Phật không linh, thiện căn mất hết. Chỉ cần chúng ta có một cái tác niệm là Phật không linh, Phật không giúp mình, Phật thương người đó không thương mình, gì đó đủ thứ chuyện là thiện căn gần như tiêu mất. Thành ra muốn giữ thiện căn thấy vậy chứ mà một chuyện rất là khó giữ. Nếu mà chúng ta thực sự có tu thì mình mới thấy được cái giá trị từng giờ, từng phút, từng giây mà mình gìn giữ, mình bảo hộ mình luôn luôn, cái thiện căn luôn luôn được trong sáng, luôn luôn rạng ngời, luôn luôn được phát triển là mình tu giỏi rồi. Chưa nói tới cái chuyện thành thánh thành Phật, nhưng mà thiện căn chúng ta luôn luôn được bảo hộ một cách tốt đẹp là chứng tỏ rằng chúng ta có tu tốt. Còn nếu không đó là khó. Nó hư vỡ thiện căn rồi, phước báo theo đó hư vỡ và đời sống mình sẽ bắt đầu bất an, và đời sống vật chất của mình nó cũng xáo động nữa. Cho nên là một người mà cái thiện căn lớn đó, khi xảy ra một chuyện bất trắc trong cuộc sống mà họ vẫn gìn giữ được cái tâm tinh tấn tu học của mình đối với chánh pháp, cái niềm tin của mình đối với Tam Bảo một cách vững vàng không lay động, thì coi như thiện căn chúng ta được gìn giữ bảo hộ tốt, hay nói là người đó người thiện căn lớn. Bây giờ cái người mà mình tin nhất, mình coi đó là thầy của mình, là sư huynh của mình, là cái người mà đối với đạo lý là mình rất mực tin tưởng từ xưa tới giờ, bỗng dưng ổng có một cái chuyện gì đó mất hết hoàn toàn đạo lý đi, thì bây giờ mình đối với đạo lý mình như thế nào? Mình nói ôi trời, cái người đó tu đã chừng đó mà còn tiêu ra mình là cái gì, ví dụ vậy. Hoặc là lâu nay mà đặt hết niềm tin người đó mà bây giờ như vậy mình thất vọng. Thì vậy là đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo chúng ta sẽ bị lùi sụp, mất thiện căn của chúng ta. Hoặc là bây giờ chúng ta đang sống rất là bình thường, mình đang tu tập rất là bình thường, mình cư xử, mình đối đãi với huynh đệ, với bạn bè, với thầy tổ chúng ta rất là bình thường. Tự nhiên bây giờ bạn bè, thầy tổ, huynh đệ không còn tin mình nữa, không tin, không có chấp nhận cho mình sống một đời sống yên ổn ở trong chùa. Mình phải rời chùa, mình ra đi, mà ra đi trong cái sự sỉ nhục chứ không có ra đi có cái vinh dự gì hết á. Và bây giờ mình còn giữ được cái thiện căn của mình đối với Tam Bảo, đối với ngôi chùa, đối với huynh đệ đó không? Khó lắm. Bất mãn đúng không? Chỉ cần chút ý niệm bất mãn là thiện căn gần như bị đổ vỡ. Đó là những cái chuyện mà chúng ta thấy làm sao mà trong tất cả những cái tình huống không thuận nghịch trong cuộc sống này mà xảy ra với chính mình, mình còn giữ được cái đạo tâm, giữ được đạo nghiệp của mình, làm hưng phấn lên được, là tu tập tốt hơn được, thì người thiện căn lớn. Ví dụ trải qua một cơn bạo bệnh, sau cái cơn bạo bệnh đó mình hết, hoặc là mình chỉ cần khỏe trở lại thôi, công phu tu hành chúng ta rất là tốt. Ví dụ như bây giờ trong huynh đệ, nhất là những người xuất gia ở ông chùa, rời khỏi gia đình rồi, thì đương nhiên là chuyện xảy ra hư nên của mình là không cần cho gia đình biết. Ở chùa ém không cho gia đình biết, và không cho gia đình biết cũng không thèm lo. Mình tới giờ cơm không ai cho mình ăn cơm, tới giờ ăn cháo không ai chăm sóc mình, rồi mình bệnh hoạn đau yếu, gần như tất cả mọi cái là để mình tự xử lấy. Rồi nằm mình nó buồn không? Buồn. Hồi xưa bệnh cái cha mẹ lo, anh em lo, bây giờ không ai lo, không ai ngó ngàng mà hết lo cái gì đó, chứ còn không lo tới mình. Mình là người đã đóng góp rất là nhiều, tới giờ phút này mình thấy rõ ràng có cái gì đó nó chua xót, cái chùa chiền nó gì nó bạc bẽo gì nó tùm lum xảy ra thì sao? Thiện căn mất. Đó là những cái mà chúng ta phải thấy. Chúng tôi nói là mỗi người mà thiện căn mà đạt tới gọi là tới cảnh giới rồi ha, thì sao? Thì người ta chặt rứt cái đầu mình xuống, mình gắn lại, mình còn sống được thì không có nửa ý niệm hận thù. Hoặc là mình bị hãm hại cho tới chết đi sống lại mà mình không hề có nửa ý niệm trả thù trả oán, thì hy vọng là chúng ta giữ được thiện căn mình đó. Tới cảnh giới đó thì mới hy vọng được, chứ còn chưa tới cảnh giới đó thì rất là khó. Thật ra có nhiều người chúng ta thấy là có những cái dòng pháp, những cái vị thầy thử cái người đệ tử á, mình thấy mất mạng như chơi à, gần như là mất mạng luôn á, mà vị đệ tử vẫn một mực
hướng về đạo, hướng về vị thầy để cầu đạo, không có hề có một ý niệm nhỏ bất mãn hay là có một cái chút nghi ngờ gì hết. Thì cái người đó trước sau cũng đạt ngộ, trước sau cũng đạt ngộ, tức là đối với Tam Bảo, đối với đạo lý là gần như là tuyệt đối không hề có một sự lay động dù bất kỳ một cái thử thách nào. Còn mình bây giờ mà thử thách sơ sơ thì thôi, mà thử thách quá là vọt, thiếu chỗ tu mất mới ở chỗ đó đúng không? Chỉ cực khổ. Như là thiện căn chúng ta nó không có bảo toàn được. Cho nên một người tu mà gìn giữ bảo toàn được thiện căn là một cái gì đó đối với chúng ta thực sự mà chúng ta hiểu biết rồi á, chúng ta mới thấy là thực sự khó, khó lắm chứ không phải đơn giản đâu. Nghe nói thiện căn thiện nghiệp thì đơn giản lắm, nhưng mà giữ gìn là khó vô cùng. Cho nên chúng ta mới thấy cái đời sống của một cái người, bây giờ mình nghiệm lại nè, nếu như mình là Phật tử hoặc là mình là tu sĩ đi nữa, có lúc thì mình thấy mọi việc với mình nó rất là thuận, nhưng có lúc nó cũng bấp bênh, chua xót lắm. Lúc mà mình rất là tinh tấn thì lại gặp hoạn nạn. Thì cái là lý do gì? Lý do gì? Thì trong những cái đoạn sinh tử trước của mình thì mình làm gì đó, mình làm tốt đoạn thì mình đoạn mình phá vỡ thiện căn, cho nên cuộc sống của mình nó chìm nó nổi, nó chìm nó nổi, nó chìm nó nổi liên tục. Ít có ai mà cả một cái đời suôn sẻ, đúng không? Hiếm lắm. Tại vì cái thời xưa chúng ta không có tu tập tốt, thiện căn chúng ta không được liên tục gìn giữ lâu dài. Cho nên đời này đừng có chờ đợi là mọi chuyện sẽ tốt đẹp từ khi mới sinh ra cho tới khi chúng ta nhập Niết Bàn, không có chuyện đó đâu. Rồi quá khứ chúng ta đã từng bấp bênh trong cái việc gìn giữ thiện căn của mình, đúng không? Nói chuyện mà tu tập bây giờ mình cũng nhìn thấy hiện tại là tu một ngày thôi, mình từ sáng tới chiều chưa đủ cái liên tục tinh tấn, huống chi là qua ngày khác. Thế cho nên là cái nhân quả của mình ở mỗi một đời mình nghiệm lại, mình thấy rõ ràng là lúc thuận, lúc nghịch, lúc trầm, lúc nổi, lúc lên, lúc xuống, rất là nhiều đoạn trong cuộc đời chứ không phải là dễ. Nhưng mà khi chúng ta hiểu được rồi thì dù là có thay đổi như thế nào trong đời sống mà cái tâm lực tu tập của chúng ta vẫn vững vàng và tiến bộ trong tâm linh, thì biết rằng cái thiện căn thiện nghiệp chúng ta lớn, có thiện căn lớn thì mới gìn giữ bảo hộ được cái việc tu hành. Bất lạp ly cấu thần, được giải thoát môn, có thể làm cạn biển phiền não cho tất cả chúng sanh. Này mới ghê á. Ước gì mình được gặp vậy này, còn không làm gì mình tới cạn cái biển phiền não của mình được. Siêu này là siêu sư rồi. Thật ra những vị này nó đạt tới cảnh giới mà tu tập cao quá rồi, cái khả năng mà để tiêu trừ được phiền não của một người khác là người này tu tập tốt lắm, đạt tới một cái cảnh giới tu tập rất là cao. Chứ còn thường thường cũng có đâu, ví dụ như bây giờ mình nghiệm lại mình thấy bạn bè huynh đệ mình mà có người phiền não mà lại khuyên bao lâu hết, hết giận chuyện đó thôi chứ nó hết phiền não là chưa chắc à, đúng không? Thì chúng ta mới thấy rằng muốn làm hết phiền não ngay cho bản thân mình đi nữa, mình muốn dụng công tu tập để mà cho hết đi cái phiền não với một cái việc gì đó có dễ đâu, rất là khó. Cho nên khi người ta không có thấy biết được Phật đạo một cách đúng đắn thì phiền não rất là khó tiêu trừ. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Tất cả những phiền não, những phiền muộn mình là do gì? Do cái thấy biết sai lầm của mình. Chúng ta phải hiểu một cách đơn giản như vậy. Thật ra khi mà chúng ta được khai ngộ, khi mà chúng ta được chỉ dạy, chỉ điểm, chúng ta được học đạo cũng như chúng ta được tu tập cho đúng được rồi á, thì tự nhiên cái thấy sai lầm của mình nó biến mất thì phiền não nó mới tiêu được. Thành ra một người mà không giác ngộ Phật đạo mà nó phải làm cách này để tiêu trừ phiền não, làm cách kia để tiêu trừ phiền não là gì? Như trong kinh mà chúng ta thường hay nghe nói là lấy đá đè cỏ chơi cho vui thôi. Gán ém mượn câu kinh, câu kệ, câu niệm Phật, câu thần chú hay là cái cách gì đó để gán ém nhẹm để mình thấy rằng nó không có bộc khởi. Mà không bộc khởi phiền não không có nghĩa là nó hết. Đến một cái độ mà chúng ta tu tập, chúng ta giác ngộ thật sự, chúng ta thấy được cái sự thật của mọi vấn đề rồi, thấy được sự thật của thân tâm để chúng ta có một đời sống hoàn toàn không vướng mắc, thì hy vọng là phiền não mới hết được.
Chứ còn bình thường rất là khó. Đừng có nghĩ là chúng ta sẽ có một cái pháp nào để cho phiền não nó tiêu là chúng ta sai. Chỉ rừ là chúng ta giác ngộ, chứ còn không có cái pháp nào đâu. Hằng trụ ba lãng thần được giải thoát môn, khiến tất cả chúng sanh lìa ác đạo. Mấy người lìa ác đạo là gì? Nếu mà cái tâm chúng ta còn tham, còn sân, còn si là ba con đường ác vẫn còn mở cửa. Chúng ta nên nhớ điều này. Thật ra cái người này mà có khả năng làm cho mình lìa ác đạo á, thì thứ nhất là gì? Cái vị này phải có một cái phương pháp dạy dỗ để chúng ta có một cái đời sống tâm linh thật sự tốt, để chúng ta không còn bắt đầu khởi cái nghiệm, không còn khởi bất kỳ cái ý niệm xấu ác nào để làm đau khổ một người khác. Vì nếu mà chúng ta còn ý niệm để làm đau khổ một người khác là nhân địa ngục sẽ xảy ra. Bất kể là cái chuyện đau khổ nào, không phải là chúng ta giết người, không phải là chúng ta giết thú là cái nhân địa ngục đâu. Một chính chúng sanh đau khổ với mình rồi bất kể chuyện gì, tức là chúng ta đang gieo nhân địa ngục. Một người đau khổ là sống cảnh địa ngục còn sướng hơn nữa. Và nếu chúng ta sống một đời sống ích kỷ, nhỏ nhen, lợi lạc riêng mình để làm cho người khác cực khổ, vất vả, lo toan cho mình, mà mình chỉ là cái làm cái chuyện bảo thủ riêng tư, ích kỷ, xung quanh ai khổ vui mặc ai, không? Họ có nhiều khi họ đói khát cũng mặc người ta, không hề có một cái sự lay động trước cái sự khổ não về vật chất cũng như đời sống sinh hoạt của người khác. Mình miễn làm sao mình sống sung sướng được rồi. Nên tất cả những cái khả năng của mình để phục vụ cho chuyện riêng tư ích kỷ của mình, không biết san sẻ trong đời sống, thì người đó đang tạo nhân gì? Ngạo quỷ. Và nếu tất cả những cái tham dục xảy ra nơi tâm mà chúng ta không có dừng lại được, chúng tôi dùng cái từ là dừng thôi chứ đừng nói là hết, ở ra bất kỳ một cái ham muốn nào chúng ta đều muốn thỏa mãn, chúng ta không biết dừng. Và cả đời chúng ta luôn tìm cái sự thỏa mãn cái dục vọng của chính mình, không ngày dừng nghỉ, không có bất kỳ một cái sự dục dò nào xảy ra nơi tâm chúng ta dừng lại được. Chỉ vậy là mỗi người mà được gọi là tham dục nặng nề đó là tạo nhân súc sinh. Cho nên mình thấy những cái con vật sống chung quanh mà cái cách ham ăn, ham uống, ham ngủ của nó là sao? Chúng ta nhìn thấy rõ lắm đúng không? Kiểu nào đây nữa nó phải ăn cái đã, dù có chết nó cũng ăn, nó cắn xé hai, ví dụ như nuôi hai con chó bình thường rất thương nhau mà quăng cục thịt xuống là nó cắn để nó giành ăn. Thì như vậy là đó là nghiệp của súc sanh mà. Nó không như vậy thì nó không có thành súc sanh. Cho nên con người ta khi mà chỉ biết thỏa mãn những cái dục, những cái sự ham muốn của mình thì là chúng ta đang mở cửa ba con đường ác. Thật ra một người mà muốn lìa ác đạo, thực sự muốn lìa ác đạo là người đó phải có được một cái công phu tương đối tốt, được một vị thầy hướng dẫn tốt, và phải quyết lòng thực hiện những cái công phu tu tập để chúng ta làm nhẹ đi những cái dục vọng của chính mình thì chúng ta mới đóng cửa ba con đường ác được. Còn nếu mà dục vọng chúng ta còn, cái sân hận chúng ta còn, thì chắc chắn là ba con đường ác vẫn còn mở cửa với mình. Các tường bủ nguyệt thần được giải thoát môn, khắp dứt trừ đại si ám. Cái này là cao thủ á. Tức là không được cái môn là dứt trừ đại si ám của mình, tức là si mê sinh tử muôn vạn kiếp của chúng sanh. Nếu gặp người này là được khai mở trí huệ, là có thể là thấy được chân lý. Khi mà thấy được chân lý mới dứt trừ được đại si ám. Cái si của mình là thường thường thôi, ví dụ như chúng ta si tình, si tiền, si gì đó là si nhẹ nhẹ, đúng không? Si mê trong sinh tử mới là cái si mê lớn. Tức là chúng ta không thấy rõ được cái cội gốc mù mịt của vô minh sanh tử của mình, không thấy được cái cội gốc chấp ngã của mình để mà phá vỡ nó, gọi là đại si ám. Khi nào chúng ta phá vỡ được cái cội gốc chấp ngã thực sự, cái si mê, cái sai lầm trong cái sinh tử này tắt mất hoàn toàn ở chính mình, thì chừng đó mới gọi là phá được cái đại si ám.
Thật ra một người mà có khả năng phá được đại si ám là phải thực sự là một người giác ngộ. Thì vị này có khả năng giác ngộ đủ để có thể khai ngộ cho người khác phá trừ si ám là thành đại Bồ Tát rồi, chứ không phải là cái người thường thường có khả năng này. Đây là những cái vị mà có được cái khả năng giải thoát lớn lắm mới đủ sức để phá trừ đại si ám cho chúng sanh, chứ nếu không là khó. Diệu hoa long kế thần được giải thoát môn, dứt trừ tất cả sự khổ của các loài mà ban cho sự an lạc. Khổ không phải loài người không, ở đây dùng từ là dứt trừ sự khổ của tất cả các loài luôn. Bây giờ thật sự cái khả năng để làm cho cái loài mà súc sanh kế mình là con chó con mèo hết khổ mình làm nổi không? Chắc gì chúng ta làm được đâu. Thật sự còn là chúng sanh á thì cái si mê còn, cái khổ não còn, chỉ trừ giác ngộ mới hết thôi. Mà ông này có khả năng dứt trừ cái khổ não cho các loài thì không biết là cái khả năng này là khả năng gì. Cái đó thì mình chịu đồ hèn. Đương nhiên là cái đối với Phật Pháp đó, nó có những cái Pháp rất là nhiệm màu. Những người có được những năng lực để có thể giải trừ những cái rút mắt, những cái chấp mắc ở nơi tâm chúng ta, phá vỡ những cái kiến thức mê lầm của mình thì không phải là không có trong trần gian này. Nhưng mà đủ sức để khai mở trí huệ cho các cái loài, các cõi thấp. Nhớ loại chúng sanh mà thấp á thì chúng ta mới thấy rằng tâm thức của họ nó mù tối, tâm thức những cái loại đó là mù lắm, mà mù mờ sâu nặng, mà có khả năng để có thể tháo gỡ cho họ thoát ra là một cái người phải nói là trí tuệ thuộc về thượng thủ thượng thừa gì mới làm nổi, chứ mình nghĩ là không nổi đâu, nổi cái loài người của mình thôi nè. Ai nói khác hơn là chúng hội của mình ngồi đây mấy trăm người ở đây thôi à, không? Bây giờ mà có một vị Bồ Tát xuất hiện có đủ cái thần lực, đủ cái thần thông để giải trừ được cái khổ nơi tâm của tất cả chúng ta ngồi đây, điều đó còn phải nói là xa lắm, không chưa chắc nữa. Tuy nhiên các vị Bồ Tát có khả năng đó. Và ví dụ như chúng ta, tất cả chúng ta ngồi đây á, muốn được dứt trừ một cái điều khổ gì á, thì thứ nhất là gì? Thứ nhất là chúng ta cũng đã có nhiều năm, nhiều tháng tu tập rồi. Trước mắt là bản thân của chúng ta đã có nhiều năm, nhiều tháng tu tập rồi. Công phu gần như đã chín mùi rồi, phải không? Vậy đó, được một cái sự khai mở đạo lý nào đó của một cái vị thiện tri thức, một vị minh sư, thì chúng ta nhận được Phật Pháp liền. Và khi cái khoảnh khắc mà chúng ta nhận được Phật Pháp thì lúc đó mọi phiền não khổ đau nó mới tan biến. Chứ không có cái đường nào khác, trừ trường hợp là chúng ta nhận được chân lý. Còn nếu mà không nhận được chân lý mà nói là giải khổ bằng cái kiểu gì đó thì thật sự đó là cái chuyện mơ mộng thôi, chứ không có được. Thì các vị sau khi giác ngộ rồi là ai cũng có khả năng làm được việc này. Nhưng mà trên thực tế để làm được việc này cho một người thôi là đã nghìn trùng khó khăn rồi, chứ không phải đơn giản được. Ở có kinh nghiệm thì không ai dám ăn to nói lớn là tôi cứu khổ muôn loài. Đương nhiên là cái tâm này nó có lực có luôn. Nhưng mà muôn loài để được mình cứu khổ là không dễ đâu. Ví dụ như mình có khả năng là khai thị để giác ngộ cho mọi người. Nhưng ngược lại một người mà đủ cái tầm, đủ cái tâm, đủ thiện căn phước đức nhân duyên để mà nói một câu để cho họ ngộ có dễ không? Khó lắm. Có kinh nghiệm người ta mới không có dám nói, ăn nói dè dặt. Gọi là giải khổ muôn loài thì Đức Phật ngày xưa có không? Có. Đức Phật thừa hơn các vị này. Nhưng tới giờ này mình vẫn còn là một chúng sanh lầm lạc thì Đức Phật có cứu mình không? Có, chứ không phải không có. Giờ mà Đức Phật thấy mình cái nhân duyên đó, cái nhân quả chừng đó, rồi mình phải học đạo đó, mình tu cái kiểu đó để mình giải quyết cái chuyện đó ở cái đoạn đó. Chứ Phật không bóc mình cái thành Phật được, không thể nào làm được cái chuyện đó. Phật không phải một câu không có khả năng khai ngộ mình. Trong cái thời Đức Phật thì có rất là nhiều người chỉ nghe một câu của Đức Phật được ngộ. Thì việc mà để mà khải ngộ cho một người khác là không phải Đức Phật không làm được. Nhưng vấn đề là mình có đủ sức để thừa đương cái đạo lý đó hay không?
mình không đủ. Không đủ thì phải chịu ôm cái nghiệp đó đi tiếp. Tại vì mình không có đủ, mình chỉ đủ sức là chứa cái nghiệp mình thôi. Ra khỏi cái nghiệp mình chứa không được. Mình không thể nào chứa được cái gì khác hơn cái nghiệp của mình, cho nên đành chịu ôm nghiệp đi tiếp trong sinh tử. Chứ không phải là lúc nào Đức Phật bỏ mình. Đức Phật luôn luôn chờ đợi các vị Bồ Tát, luôn luôn chờ đợi để mà khai mở cho mình. Thì như vậy là có một cái lực tác động nào đó để mình phải học A, B, C trong Phật Pháp, rồi mình phải tập tụng kinh, rồi mình phải tập ngồi thiền, mình phải tập ăn chay, mình phải tập làm lành lánh dữ, đó gọi là tập tành đi vào con đường thiện. Và đó là những cái bước bắt đầu đi vào con đường tâm linh. Rồi gặp người này nó dạy thêm một điều, người kia dạy thêm một điều, đời này qua đời kia, đời nọ, tất cả những cái đời chúng ta huân tập, gần như chúng ta chấp nhận rũ bỏ hết những cái gì vướng mắc trong đời sống đời thường của mình. Sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ học đạo, chúng ta thấy rằng tất cả những kiến thức, những sở đắc đều là những cái sự vướng mắc của chúng ta, bắt đầu chúng ta tháo gỡ sâu hơn để chúng ta sẽ có được những cái thiền định và đạt được cái trí tuệ sau cái những cái phút mà chúng ta đã rũ sạch tất cả những cái chấp trước của mình để đạt được thiền định. Như vậy là đến một lúc nào đó trí tuệ chúng ta khai mở hoàn toàn, đối với thân tâm này không còn vướng mắc nữa, đối với tâm giới này không còn chỗ vướng mắc nữa, thì chừng đó là cái khổ mới hết được. Mà từ đây tới đó với mình bây giờ nó đã là khó rồi. Thực tế chúng ta nhìn lại đã là khó rồi, đúng không? Thật ra một cái loài chúng sanh thấp hơn loài mình, giống như con chó, con mèo là nó thua rồi đó. Nó thấp hơn cái phước, thấp hơn cái loài người. Thì nếu mà muốn khai thị cho cái loài đó có dễ không? Khó lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Thật ra nói mà dứt trừ tất cả những khổ là chúng ta phải còn phải coi lại khả năng thì có ha. Không phải là không có. Mình không thể nào nói các vị Bồ Tát không có khả năng này, đương nhiên là có hết rồi đó. Nhưng mà làm cho hết khổ của một loài như loài người của mình thôi thì còn phải vài triệu năm nữa. Đừng có nói là tới loài khác, thì nó là một cái điều mà chúng ta phải thấy rõ ràng. Người có kinh nghiệm thì không có dám an toàn nó lớn kiểu này đâu. Phổ trì quan vị thần, được giải thoát môn, chữa sạch kiến chấp ngu si của tất cả chúng sanh. Ví dụ như bây giờ ngồi đây này nha, xuất hiện một vị Đại Bồ Tát có khả năng chữa sạch tất cả những kiến chấp, những ngu si của mình. Mình nói ra câu nào vị đó cũng có khả năng bác bỏ, cũng có khả năng thay đổi, cũng có khả năng khai thị để chúng ta trừ hết cái kiến chấp của mình. Đương nhiên là các vị sẽ nói là quyển là giả là cái gì đó, nhưng mà với người thường nói mình không tin. Nhưng bây giờ chúng tôi nói cái thân này là giả, quý vị có thể gật đầu thôi, nhưng mà đủ cái để mình thấy cái sự giả dối của cái thân tâm này là chừng nào mới có. Lâu lắm. Hiểu thì hiểu như vậy á, nhưng mà thực tế để mình thấy một cách rất là sâu sắc về cái thân này, nó là huyễn giả, giả thiệt. Cho tới giờ này khoa học đã phân tích, đã chứng nhận nó là không luôn rồi nữa. Khoa học đã chứng minh rồi, nhưng mà thế giới khoa học mấy người tin? Cũng không có mấy người tin nữa. Chỉ người tu theo đạo Phật của mình cũng vậy, từ xưa tới giờ khi bắt đầu gặp được Đức Phật, học được cái lý luận trong kinh điển của Đức Phật nói về cái huyễn của cái thân này, rồi cái huyễn của cái tâm này. Nhưng tới giờ phút này mà chúng ta thật thấy huyễn thân tâm chưa? Chưa. Chúng ta thật sự thấy huyễn là chúng ta đã lìa huyễn rồi, phải không? Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, hay mấy kiểu kinh Viên Giác nói như vậy. Thật ra là dứt trừ được cái kiến chấp với chính mình là một cái khó. Mà chúng ta phải thật sự thấy được điều này. Chúng ta học đạo cho tới một cái ngày á, mình thấy được tất cả những cái hiểu biết của mình là sai lầm. Ở đây có mấy người? Tất cả những cái hiểu của mình từ xưa giờ là sự sai lầm. Chúng ta tin không? Có ai thật sự thấy là tất cả những cái hiểu biết của mình là sai lầm chưa? Tin nhưng mà làm không nổi. Tin là tin đó, nhưng mà phải hiểu mới được. Không hiểu là không chấp nhận. Cái gì không hiểu là không có đúng, không có hay. Phải hiểu. Nếu mà không hiểu lấy gì sống, không hiểu lấy gì mình sinh hoạt, vân vân. Thì tất cả những cái hiểu để đem lại một cái đời sống vật chất này tốt đẹp hơn á, thì mình thấy cái đó là cái rất là cần.
Cái kiến thức của đời sống đương nhiên là cần, nhưng mà về mặt tâm linh, về mặt trí tuệ, nếu mà chúng ta còn chấp cái thấy hiểu của mình thì là một cái điều sai lầm. Cho nên chúng ta được cái sự hiểu biết nào đó, nhưng mà khi đi vào công phu chuyên môn rồi mà tất cả những cái hiểu biết của mình vẫn còn thấy nó là đúng. Giống như trước kia khi mà chúng ta học về cái lý luận về cái không đi, chúng ta hiểu rất rõ về cái không là cái rỗng rang, là cái trống trải, là cái không hình tướng, vân vân. Cái đó là cái mình hiểu là được một vị thầy có uy tín dạy mình, vị thầy mình rất là tin tưởng dạy mình như vậy, mình nhận và mình hiểu đúng như vậy rồi. Và coi những quyển kinh lý luận thì cũng rõ ràng là cái không, là cái rỗng rang, là cái thanh tịnh, thế này thế kia thế nọ đủ hết. Và chúng ta bắt đầu công phu tu tập, đến cái độ chúng ta sẽ dụng công tu đạt tới cảnh giới không trống rỗng rang đó, thì mình nói là mình đã đạt đạo à. Và mình chấp chỗ đó là đạo, đúng không? Nhưng mà cái chỗ mà chúng ta có thể chấp được thì chỗ đó không phải là đạo. Chỗ mà chúng ta thấy được thì cái đó không phải là cái của mình. Nhưng mà đâu ai chịu thấy cái này đâu. Chúng ta vẫn có một cái gì đó chúng ta an trú được, mặc dù đó là cảnh giới rộng không, là an lạc, là thanh tịnh, là không có vọng niệm, là không có động niệm, đó là rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát, rất là rỗng rang, cái gì đó mình đạt tới hết luôn. Và mình cố gìn giữ cái cảnh giới đó thì rõ ràng cái đó là cái gì? Kiến chấp ngu si của mình. Tới chừng này mình thấy nổi không? Có lắm. Đương nhiên mình thấy một với một là hai là nó dễ bỏ, tại vì cái đó không dính gì với mình. Những cái lý luận mà nó không liên quan tới mình, không dính mắc tới mình bỏ nó dễ dàng lắm. Nhưng đến khi mà công phu tu tập mà có được chút gì á, kêu chúng ta bỏ là bắt đầu khó rồi đó. Ví dụ chúng ta đã từng tu cái pháp gì đó mà chúng ta ngồi là chúng ta thấy được chuyện quá khứ vị lai đi. Ví dụ lỡ chúng ta đã gặp một vị thầy nó dạy mình thì rõ ràng là mình tu thành công cái pháp đó. Bây giờ khi mà gặp chánh pháp thật sự rồi, vị thầy mới này nói với mình đó là ngoại đạo rồi, mình dám bỏ không? Chưa chắc. Tại vì thầy chưa chắc là thấy quá khứ vị lai hơn tôi nữa, thầy nói chuyện tôi là ngoại đạo thì không tin rồi. Vậy đó, chứ mà khó, rất là khó, chứ không phải đơn giản đâu. Đương nhiên là một người mà thấy hiểu đúng với chân lý, để mà có thể thuyết phục một cái người khác thấy hiểu đúng chân lý, có đầy đủ chánh kiến Phật đạo, là một cái gì đó nhiêu khê lắm. Thật sự rất là khó khăn. Rất là nhiều cái người tu ở bên cạnh một vị thiện tri thức mà đạt ngộ á, nhưng mà tất cả một cái đời họ cũng không đủ cái tin vị thầy mình đang ở bên cạnh nữa, chứ đừng nói là tin chánh pháp. Nó có một cái kỳ như vậy, tức là cái phước mình không có đủ để có thể nhìn ra chánh pháp ở vị thầy. Chứ không phải là vị thầy đó không có, nhưng mình không đủ phước để nhìn ra. Đi học năm châu bốn bể rồi tới hồi về mà gặp lại vị thầy mới à ra thầy mình là như vậy thì ổng tịch mất rồi. Có những khi tịch, đợi tới ông thầy tịch rồi mới hiểu ra được thầy chút phần, thì cái đó là quá muộn rồi. Nhưng mà chúng ta luôn luôn là như vậy. Tức là cái lúc mà một là cái nhân duyên để khai mở Phật đạo của thầy cho mình là không có. Trong nhiều kiếp chúng ta chưa có từng được gần gũi thân cận để học hiểu, cho nên đến vị thầy thì chúng ta luôn luôn gặp cái gì đó nó chướng chướng, để chúng ta không có đi sâu vào cái dòng pháp đó được. Nhưng mà một người không có cái duyên để chúng ta thường trực gặp gỡ thì lại có cái duyên để khai mở Phật đạo cho mình. Cho nên cái phúc mà chúng ta được khai mở Phật đạo là một cái nhân duyên lớn lắm chứ không phải nhỏ. Thì khi mà chúng ta hiểu hết rồi thì chúng ta quay lại thì mới thấy được là những lời của thầy mình ngày xưa nói là rất đúng, rất phù hợp với chánh pháp. Đó là điều mà chúng ta phải thấy là cái nhân duyên Phật đạo. Thành ra muốn mà phá trừ được cái kiến chấp ngu si của một người là một cái gì đó nó không phải là khó, nhưng mà bản thân của cái người nghe đó, họ không chịu nhận được cái lỗi sai lầm của mình trong đời sống sinh hoạt đời thường. Thật sự từ đây cho tới một cái ngày mà chúng ta học để chúng ta hiểu một cách chắc chắn
chắn tất cả những kiến thức thế gian này á là sai lầm. Chúng ta học ở chừng đó thôi là đã dễ chưa? Khó rồi chứ không phải dễ. Chúng ta nghe tất cả những lý luận của Phật Pháp để đến một ngày chúng ta thấy là cái lỗi của mình là do mình quá nhiều kiến thức. Nhiều kiến thức thôi là một cái sự lỗi lầm, nhưng mà mình có đủ lòng tin, đủ cái sự hiểu biết để chúng ta buông bỏ kiến thức mình, để khi mà chúng ta ngồi lại một mình với chính mình. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi lại ở đây, chúng ta có đủ cái tâm, đủ cái tầm để chúng ta rủ sạch kiến thức, chúng ta là cái người rỗng rang ngồi đây không? Đó, nếu mà chúng ta đủ tin tất cả những kiến thức nó là làm bích lấp cái con đường nhập đạo của mình, bây giờ mình không tiếp tục xài những cái loại kiến thức mà từ xưa mình vốn đã có. Xưa giờ mình tự tin rằng mình là cái người có kiến thức uyên bác, mình tự tin rằng cái thấy của mình là đúng vân vân. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị nhập đạo là phải sạch sẽ những cái kiến thức này, thì chúng ta có đủ sức để chúng ta làm không? Nếu ngay tại đây mà chúng ta đủ sức đó đó thì tất cả chúng ta đều thanh tịnh. Còn nếu chúng ta không có đủ cái sức đó là rõ ràng mình còn chấp trước, tức là vẫn còn giữ cái kiến chấp riêng của mình. Khi cái kiến chấp chúng ta còn giữ thì chúng ta còn rõ nhiều cái chuyện riêng tư, quá nhiều cái chuyện phiền muộn vân vân. Chứ còn nếu mà kiến chấp đã được phá vỡ rồi là chuyện riêng tư phiền muộn không còn xảy ra nữa. Đó, cho nên muốn nói mà phá trừ kiến chấp là khi đó chúng ta đã phá hết tất cả những cái thấy sai lầm về thân của mình. Mình thấy có chút xíu một mảy may ý niệm xảy ra là mình thấy cái thân này là của mình, cái thân này là thiệt. Và ai đã phá nổi cái thân này là thiệt rồi? Ai đủ sức để thấy cái thân này là giả rồi? Bây giờ chúng ta chưa phá nổi cái này. Phá nổi cái này rồi là tất cả những nhu cầu trong đời sống của thân này gần như không còn quan trọng nữa. Chúng ta sẽ có một đời sống khác liền. Nhưng bây giờ chúng ta rõ ràng là vẫn còn thấy cái thân này là thiệt, vẫn còn thấy cái tâm này là thiệt, vẫn còn cái thấy mọi điều xảy ra nơi thân tâm này là thiệt. Cho nên phiền não vẫn còn tiếp tục xảy ra, ngu si hôn ám vẫn còn tiếp tục xảy ra. Và như vậy thì cái si mê lầm lạc sinh tử tiếp nối chúng ta vẫn còn tiếp tục, chứ nó không có dừng được. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên một người mà gọi là phá sạch hết tất cả những cái chấp, kiến chấp ngu si của mình đó. Chấp thì không ai được gọi là trí tuệ, cho nên thì phải nghe hai cái chữ sau nặng là kiến chấp là phải ngu si. Cho nên còn chấp là biết mình còn ngu đó, phải thấy vậy, phải chấp nhận cái điều này với mình. Không có ai mà chấp cái gì là khôn hết đó, dù là nó có chuyện rất là đúng. Ví dụ như mình đại diện cho cái đạo lý, đại diện cho chánh pháp, khi mỗi người mà sai trái mình để mình trừng trị họ, đúng không? Mình quở, mình phạt, mình làm cái gì cho một cái người đó để mình trị họ về cái chuyện sai lầm, cái sai trái của người ta, thì người khác nhìn vô thấy mà người này làm cũng đúng. Nhiều người khen tặng việc làm mình là đúng, mình trừng trị, mình quở phạt hay là mình làm cái gì với một cái người sai lầm là đúng. Nhưng mà cái đúng của mình là được cái gì? Đúng mình được học hỏi từ ở đâu đó, không? Do mình học cái này nè là đúng à. Người kia thiếu kiến thức này là họ sai với mình. Và mình thấy rằng cái đúng này được nhiều người chấp nhận quá, cho nên mình chấp, mình thấy nó là hay để mình đem ra, mình có thể tiếp tục sử dụng nó trong đời sống của mình. Thì như vậy là chúng ta bị gì? Bị kiến chấp sai lầm, bị vô minh hôn ám. Và nhất là cái thấy sai á, cái thấy mà khó phá, khó vỡ nhất là cái thấy sai lầm về cái thân tứ đại này. Cái thân tứ đại này nếu mà chúng ta học cho kỹ thì chúng ta thấy rõ ràng là không thật. Nhưng mà từ bây giờ cho tới chúng ta dụng công tu tập lại lần, chúng ta nhìn, chúng ta thấy cái động trong người nó là gió, cái ướt trong người nó là nước, cái cứng trong người nó là đất, cái hơi ấm trong người nó là lửa. Thì ai cũng có đầy đủ bốn cái này, nếu thiếu một trong bốn này là không thành cái thân. Mình học hiểu, mình quán sát, mình nhìn cho ra hết tất cả những cái điều này để mình thấy một lần.
Cho tới một cái lúc nào đó chúng ta phải thấy được, thấy được cái thân này giả, không phải bình thường như bây giờ mình hiểu đâu. Bây giờ chúng ta đang học, chúng ta hiểu cái thân này là giả là hiểu thôi. Nhưng đến cái lúc mà chúng ta thấy rõ ràng cái thân này là giả đó, thì là ở một cảnh giới khác hoàn toàn. Cảnh giới thân không, cảnh giới thân không. Như vậy là chúng ta tu tập để chúng ta thấy rõ ràng là cái đất này nó rỗng, cái gió này nó rỗng, cái nước này nó rỗng, lửa là rỗng. Đạt tới một cái cảnh giới mà rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái thân này không, không phải là nhìn thấy cái thân này không nữa, mà gần như bất trọng lượng của cái thân này. Cái thân này gần như tan biến trong cái đời sống tâm linh chúng ta. Thật sự một phút, hai phút, năm phút, mười phút gì đó, có khi trải ra một vài ngày, nhiều ngày ở trong công phu thiền định, chúng ta hoàn toàn không còn thân nữa. Như vậy là chúng ta ở một cảnh giới khác chứ không phải như bây giờ. Cho nên như bây giờ mình hiểu là cái thân mình không, đó là cái hiểu thôi. Và cái hiểu này không có giải quyết được cái gì. Và đến một cái lúc chúng ta tu tập, chúng ta thấy tất cả cái tâm này là huyễn, nó là ảo thật sự. Thật sự nó ảo, giống như tiếng vang là chúng ta vừa nói là nó tan biến liền. Chúng ta dừng nói là nó không còn cái âm vang đó. Như vậy là chúng ta tu tập cho tới mỗi ngày, chúng ta thấy tất cả những cái ý niệm sinh khởi nơi tâm của mình, nó là vọng, nó là ảo thật sự rồi á. Thì nói kiểu gì mình cũng không dính, nói kiểu gì mình cũng không mắc. Không có cái việc gì ở thế gian làm cho mình bị vướng động lại nữa. Mọi chuyện đều rất là trơn tru, trôi chảy trong tâm thức của mình. Lúc nào chúng ta cũng rõ ràng, không còn chỗ để chấp, không còn chỗ để vướng nữa. Là một cảnh giới khác của tự tâm, chứ không phải là bây giờ chúng ta hiểu về chuyện đó. Nên đây là cái chỗ khác của cái hiểu và cái chỗ sống khác nhau hoàn toàn. Cho nên có những cái mà chúng ta hiểu được, chúng ta sống không được, đúng không? Chuyện này là chuyện quá thường rồi. Cái này là ai cũng có kinh nghiệm. Có những cái chúng ta sống được, chúng ta mới hiểu ra nó, là chuyện này ít rồi. Hiểu không? Còn đa phần là chúng ta hiểu mà chúng ta sống không được. Cho nên đến khi mà chúng ta dụng công, chúng ta trừ khử, chúng ta không có vướng mắc tất cả những ý niệm trong tâm của mình, để đạt tới một cảnh giới là tâm rỗng lặng, thanh tịnh và nhận biết rất là rõ ràng về cái tâm của chúng ta không phải là tất cả những ý niệm. Những ý niệm này thực sự không phải là tâm của mình và không phải là mình. Và khi chúng ta tới một cái cảnh giới là tất cả những ý niệm không phải là tâm của mình, không phải là mình, là chúng ta ở một cái chỗ rỗng lặng, mênh mông, thanh tịnh, tuyệt đối rồi, thì đó là một cảnh giới thật. Thì như vậy là cái người hành giả đó luôn luôn trong đời sống của họ không hề có vướng động với bất kỳ một ý niệm nào. Cho nên có những người mà nói về cái kiến giải của công phu, nói mình được cái này, được cái kia, được cái nọ, là chúng ta nghe là chúng ta biết họ là ai. Bây giờ họ còn vướng mắc ở trong bất kỳ một cảnh giới chấp trước nào đó thì mới có chỗ được, chỗ đắc. Cho nên đến một cái lúc nào chúng ta hoàn toàn không nắm được, không giữ được. Đây là một cảnh giới mà quý vị muốn giữ được cái gì đó không còn có khả năng nữa. Còn bây giờ mình muốn giữ cái gì mình giữ cũng được, đúng không? Mình muốn giận người ta mình giận được. Nhưng đến cái lúc mà chúng ta ở trong cái cảnh giới là giữ không được, giữ không được thì cái nhà nó là một cảnh giới hoàn toàn. Chứ nó không phải là cái chuyện mà bây giờ mình hiểu là cái tâm này nó là quyển, cái ý niệm nó vừa chợt khởi rồi nó mất liền, nó không có dừng trụ, nó là vô trụ gì đó. Tất cả chúng ta đều lý luận được tới đây hết đó. Nhưng chúng ta chưa thực sự ở trong cảnh giới vô trụ. Tại vì khi chúng ta thực sự ở trong cảnh giới vô trụ là chúng ta không thể trụ được bất kỳ chuyện gì. Và đây là cảnh giới. Để đời sống của chúng ta ở trong cái cảnh giới toàn triệt đó, chúng ta muốn trụ, trụ không được. Thực sự là chúng ta trụ không được thì chúng ta mới có được kiến thức vô trụ. Còn bây giờ khi chúng ta nghe người khác nói chuyện vô trụ thì mình hiểu tất cả các pháp là vô trụ, phải không?
Tất cả lời nói vừa nói nó hết, vừa nói nó hết, thì vậy là tất cả lời nói này là vô trụ. Những hình sắc có đó rồi mất đó, nó là vô trụ, thì đó là kiến giải kiến thức. Và có khi chúng ta chấp cái hiểu biết này, tại vì mình thấy cái gì nó cũng vậy hết mà. Mình thấy âm thanh, mỗi âm thanh nói ra nó mất rồi, mỗi cái hình sắc có đó nó mất rồi, cái gì nó cũng có rồi nó mất, nó có rồi nó mất. Tức là nó không có trụ, nó liên tục thay đổi. Mình ngồi đây trong vòng 5 phút là nghe rất là nhiều tiếng, mà tất cả những tiếng vang lên đều nó tự mất hết. Thì vậy là mình đưa ra một kết luận là tất cả âm thanh đều là vô trụ. Điều này đúng hay sai? Đúng trên mặt lý luận. Nhưng mà sai ở cái chỗ gì? Là cái đầu chúng ta hiểu về nó. Còn khi mà chúng ta thấy thật cái sự vô trụ nó là một cảnh giới hoàn toàn, để rồi mình gắn ở đâu nó cũng không dính hết đó. Khi mà chúng ta rớt vào cảnh giới vô trụ rồi, mắt chúng ta thấy sắc là muốn dính dính không được. Chứ không phải là thấy để đừng có khởi niệm, để đừng có dính mắt, không phải chuyện này nữa. Hoàn toàn không giống. Lý luận thì rất giống, nhưng mà đời sống thì hoàn toàn khác. Chúng ta phải hiểu được điều này, gọi là phá trừ ý kiến chấp, là chúng ta phải thấy được điều này. Mình thấy cái việc vô trụ là đúng, cho nên ai lý luận mà nói là các pháp này là thật là mình sẽ cãi cho tới trời luôn. Vì sao vậy? Vì đó là kiến thức của mình đã từng học hiểu với cái kinh nghiệm trong đời sống mình. Mình thấy tất cả mọi cái đều là vô trụ. Và khi mình thấy tất cả mọi cái đều vô trụ, nó trở thành là gì? Trở thành kiến chấp của mình. Kiến chấp rõ ràng, kiến chấp Phật đạo của mình. Nhưng mà nó giải quyết được gì cho mình đâu. Đụng chuyện chúng ta cũng khổ như thường, đụng chuyện chúng ta cũng buồn, cũng lo như thường, thì vậy là nó không có thành vô trụ rồi. Vô trụ trên lý luận, cái hiểu nó không có đủ sức để làm cho chúng ta sống đúng. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên tất cả mọi cái ở trong Phật Pháp á, nói đi nói lại rồi, đòi hỏi chúng ta phải đạt tới cảnh giới mà chúng ta đang hiểu. Cái hiểu và cái sống cách nhau xa lắm. Đương nhiên là chúng ta cần cái kiến giải chân chánh trong giai đoạn chúng ta học. Nhưng sau khi chúng ta có đủ kiến giải chân chánh rồi thì sao? Phải sạch hết tất cả những kiến giải đó đi. Mình phải trải nghiệm một đời sống tâm linh, mình đạt tới những cái mà mình đã hiểu. Và khi mình đạt tới những cái mình đã hiểu rồi đi nữa, thì mình cũng phải biết cách để làm sạch nó, để mình qua cảnh giới mới. Luôn luôn là như vậy nếu mà chúng ta có tu. Còn không có tu là mình thấy cái mình dính trong cái thấy của mình, trời đánh mình không có gỡ ra được luôn. Khó lắm, những người mà có sở đắc trong công phu rất khó mà có thể tháo gỡ họ. Ví dụ mà có dịp tiếp xúc với những người mà tu tập chuyên môn á, bởi vì nói là nhiều khi cũng rất là sợ những người nhập thất lâu á. Nhập thất mà chừng một tháng, hai tháng, ba tháng trở lên á, mà nếu không có vị thiện tri thức, lỡ như trong thất mà bữa đó họ được cái gì rồi hả, ba tháng sau mới ra thất mà ông thầy có dùng cái búa đi nữa đập không bể nữa, coi chừng sẽ không theo thầy nữa nếu thầy thấy tôi sai. Tại vì ba tháng nay tôi đã sống như vậy rồi. Đó là một cái điều rất là khó. Cho nên thường những vị mà bắt đầu công phu đòi hỏi có vị thiện tri thức bên cạnh là vậy. Trong nhiều nhất là 10 ngày phải bể, thay đổi cái thấy nhìn, mà trong 10 ngày không có ai thay đổi, không có ai nhận định đúng sai. Mình thấy nó là đúng nhưng mà nó đã lệch cái chánh pháp rồi. Qua 10 ngày ông thầy khó gỡ rồi. Cho nên khi công phu có những người phải dùng cái từ là quá cố chấp luôn. Cố chấp đến cái độ mà gần như không chấp nhận bất kỳ một ai nữa. Tại vì sao? Ai nói cũng không giống như cái gì của mình. Thì cứ nghĩ mình đã chứng rồi, mọi người là phàm phu này rất là nguy hiểm. Mà cái điều này nó xảy ra cũng nhiều lắm á. Nhiều lắm, chúng tôi biết rất là nhiều người bị vướng vào cái trường hợp này. Cho nên phá được cái kiến chấp ngu si, chúng ta làm một cái gì đó mà thiện căn chúng ta lớn lắm mới được gặp một cái thiện tri thức, để có thể tháo gỡ cái chấp trước, cái vướng mắc của chính mình. Nó có những cái mà cả một cái đời học hỏi của mình, mình có khi mình theo những vị thầy giỏi, phải nói như vậy, ở đời thì mình đã có được cái học vị rồi, vào đạo mình đã gặp rất là nhiều vị thầy giỏi rồi. Như vậy là mình là một người không phải là tầm thường, đúng không?
hiểu biết gần như là Phật pháp hết, thậm chí là mình có khả năng thuyết pháp đi nữa, nhưng mình vẫn chưa thấy được cái lỗi kiến thức của mình thì mình không có là cái gì hết đó. Có nhiều khi mình hiểu hết về quyển giả của cái thân, quyển giả của cái tâm, quyển giả cái cảnh giới, mà đụng chuyện là hết quyển liền, đụng chuyện là té cái đùng liền hết quyển. Nhất là cái chuyện đối diện với chết thôi, xảy ra một chuyện mà mình sắp chết, lúc đó quyển hay không biết, hoảng loạn hay không là biết liền. Cho nên thấy là phải thấy cho tới. Nhưng mà tất cả những cái quyển cái giả, chúng tôi nói lại là nó đều có cảnh giới của nó nha. Không phải đơn thuần như mình ngồi đây mình biết cái chuyện kia, không phải như vậy đâu. Tất cả những cái điều của Đức Phật nói không phải là đem cái đầu để chúng ta hiểu là đúng. Cái đầu hiểu hoàn toàn sai với tất cả những cảnh giới mà Đức Phật đã nói. Ví dụ như ngay cả cái chuyện mà cái lý luận về vô thường đi. Vô thường thì chúng tôi đã giảng tới 3-4 lần, 3-4 cái đĩa vô thường đó. Nhưng mà dù là chúng ta có nghe, có hiểu hết những cái điều đó đi nữa thì chúng ta chỉ là người dùng tâm thức để hiểu về lý luận của vô thường. Chứ trong cảnh giới vô thường, khi một người rớt vào cái cảnh giới đó để sanh cái kiến thức đó đó là khác. Bỗng nhiên một phen họ thấy rõ ràng cái thân tâm của họ không dừng trụ, gần giống như vô trụ vậy. Cho nên họ thấy rõ ràng là họ có một cái gì đó nó thường mà nó vô thường. Không, trong cái bài giảng tôi kết luận là nếu mà muốn nói để mà nói lý luận vô thường để không rớt vào thường kiến và đoạn kiến là gì? Là chúng ta phải thấy tới cái chỗ không phải là cái thân này nó vô thường, có cái thường, không phải lý luận cái kiểu thiền học cái kiểu đó đâu. Không có thể cho cái thân quyển quá có cái thường, không phải như vậy. Ngay cái quyển đó là thường, cho nên phải dùng cái từ là thường vô thường. Thường vô thường thì vô thường nó cũng giống như cảnh giới của vô trụ, không có khác nhau, gần như giống nhau. Thì như vậy là người ta ở một cái chỗ là nó không có một cái chỗ trụ, nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn mới, nó luôn từng khoảnh khắc một nó luôn 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 mới, và họ ở trong cảnh giới nó họ trụ lại không được, giống như là đang ngồi chiếc xe đổ dốc rồi đó, và họ đứt thắng rồi không thắng lại được. Khi nào mà chúng ta ở trong cái tình trạng đó đó thì chúng ta mới hiểu được vô thường. Còn bây giờ có chuyện mình chấp được đúng không thì chưa phải. Cho nên tất cả mọi cái đều là cảnh giới. Phải rõ ràng tất cả mọi cái đều là cảnh giới. Mà phải tới như vậy thì mới được gọi là thấy biết Phật pháp, gọi là có kiến giải thật á. Còn tất cả những cái hiểu về đều là những kiến giải sai lầm. Hiểu không phải là sai, nhưng mà chấp cái hiểu là không đúng. Hiểu để mình có thể mở tâm mình ra là điều đúng, nhưng mà khi chúng ta đã mở ra rồi thì cái chỗ đó không phải là chỗ sở đắc của mình. Cho nên kiến giải kiến thức không phải là chỗ trú của tâm. Chứ nếu mà chúng ta lấy cái hiểu biết để mình dừng lại trong cái thấy biết đó là chúng ta sai. Bủ diệm hoa quang thần, được giải thoát môn, xuất sanh tất cả bủ chủng tánh bồ đề tâm. Tâm bồ đề có nghĩa là tâm giác ngộ. Thì như vậy là cái vị này có cái khả năng gì? Có khả năng xuất sanh tất cả những cái tâm giác ngộ. Tất cả những cái việc xảy ra trong đời sống của vị này đều là gì? Đều là tâm giác ngộ. Riêng bản thân của vị này đạt tới cảnh giới đó. Cho nên thấy nghe hay biết đều là bồ đề, đều là giác ngộ. Những cái gì đến với tâm của người này đều sáng tỏ, không lầm lẫn. Mọi cái thấy nghe hay biết trong đời sống tâm linh của vị này đều là như vậy. Tức là người này đạt tới cảnh giới đó mà không có khả năng giúp ai ở đây. Không nói khả năng giúp ai, tức là người này có khả năng đạt tới cái thiền định giải thoát, là sanh cái chủng tánh bồ đề tâm. Cái gì cũng thấy rõ ràng là bồ đề hết đó. Nhưng mà cái đó có khi nó cũng là bệnh. Có nhiều người bị bệnh thiền, cái gì nó cũng là thiền. Thấy ông thầy cười cũng khai thị cho mình, ông thầy đưa tay lên cũng khai thị cho mình. Nó là bệnh thiền, đúng không? Nhưng mà ở đây cái cảnh giới như nãy giờ mình nói là
Nếu muốn thấy tất cả các pháp là Phật pháp thì chúng ta phải ở chỗ cảnh giới của Phật. Nếu thấy tất cả các pháp là như, chúng ta phải ở bằng cái như để mà thấy. Nếu thấy tất cả các pháp là quyển, chúng ta ở trong cảnh giới quyển để nhìn. Nếu mà thấy tất cả các pháp là màu đỏ, phải mang tiếng màu đỏ. Đó là cái sự thật. Cho nên tất cả mọi cái cội gốc đều từ mình. Nếu mình không tới chỗ đó, dù mình nghe lý luận cỡ nào, mình có hiểu biết tới đâu đi nữa, mình chỉ thuần là cái người hiểu thôi, và không có giá trị gì cho tâm linh cả. Cho nên khi mà chúng ta học đạo á, chúng ta mới thấy rằng cái giá trị công phu ở trong đạo Phật nó lớn lao ở chừng nào. Chứ nếu không là tất cả những cái đó người ta hiểu mình cũng hiểu. Tới một ngày cuối đời mình mới hay ra là mình quá nặng nề về kiến thức, là mình đã chết rồi, qua đời sau học tiếp khó mà tháo gỡ. Thật ra nếu mà còn trẻ, còn có khả năng công phu, mà chúng ta đủ cái tỉnh táo để chúng ta có thể thấy được cái sai lầm trong cái chấp trước của mình đó, thì hy vọng là chúng ta trong đời này có thể phá vỡ được cái gì đó. Còn nếu không là nó sẽ trôi đi hết một đời. Một đời người trôi qua rất ổn. Khi mà chúng ta hết đời này rồi, trong cái trạng thái mù mịt như bây giờ á, thì không ai chắc là đời sau mình còn làm người được đâu. Thấy vậy chứ không chắc đâu. Và không chắc làm người đời sau thì nguy hiểm lắm à, không phải chơi đâu. Cho nên ngay đời này phải không, bằng mọi giá chúng ta phải thấy được mình là ai, mình sẽ đi đâu, về đâu sau khi bỏ thân mạng này một cách rất rõ ràng dùm, đừng có mê mờ. Khi mà chúng ta chưa rõ mình là ai, chưa biết mình phải đi đâu, về đâu sau khi bỏ thân mạng này, thì xem như là chúng ta còn vô minh, còn mù mịt trong sanh tử. Thấy đó chưa phải là cái thấy tốt. Dù mình thấy cái gì, dù mình hiểu cái gì, dù mình được cái gì trong đời sống này, mà cái chuyện mình phải ngã ngang ở đây, mình chết, mình không biết mình đi đâu, về đâu là coi như thua cuộc rồi. Được gửi tới đây đời sau học tiếp. Mà tới đây đời sau đã được làm người để học thì quá phước rồi, đúng không? Sợ là không được. Không được là nguy hiểm. Cho nên một cái vị này mà tu tập để lúc nào cũng xuất sanh cái thấy, tức là lúc nào trong đầu nghĩ là nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới sự giác ngộ, mắt thấy là thấy giác ngộ, tai nghe là nghe sự giác ngộ, chứ hoàn toàn không có một cái ý niệm gì rời cái sự giác ngộ hết, thì gọi là xuất sanh Bồ Đề Tâm. Tâm người này hoàn toàn giác rồi, không còn chuyện thứ hai nữa. Thế vậy chứ khó lắm. Như mình muốn ngồi một tiếng đồng hồ thôi, đúng không? Để giữ cái tâm mình ở cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh, khó hay dễ? Khó rồi. Đó là gì? Là do cái tâm thức nó gò ép để được như vậy. Cho nên khó. Tâm thức thì nó luôn luôn dao động bất an, nó không thể giữ nguyên cái vị trí giác ngộ của mình lâu dài. Vì vậy mà muốn đạt tới cảnh giới Bồ Đề Tâm, thực sự là cái người đó phải phá vỡ tất cả những tâm thức mong manh kia rồi. Và họ lộ cảnh giới giác ngộ không còn chuyện khác. Nói gì thì nói họ cũng ở trong cảnh giới đó. Làm gì thì làm họ cũng ở trong cảnh giới đó, họ ra không được. Nếu như chúng tôi ví dụ là một đứa trẻ bị chặt đứt tay đứt chân mà quăng giữa biển ra không được, họ có cách nào bơi ra khỏi biển được. Thì khi mà người ta ở trong cảnh giới giác ngộ, người ta cũng thấy vậy á. Như bây giờ mình muốn thấy được tự tánh mà không cách nào mình thấy đó. Nhưng mà khi chúng ta ở trong đó rồi, chúng ta thấy là không có cách để ra khỏi nữa. Giống như một người đã chìm xuống nước rồi là coi như là chỗ nào cũng là nước, từ đầu tới chân là nước là chuyện bình thường, đúng không? Mà tràn ngập cái pháp giới này là nước, nó là ướt thật sự, đụng đâu nó cũng ướt, thì chúng ta biết nó là nước. Rồi chúng ta không có ra khỏi cái ướt được. Vì vậy là khi chúng ta ở trong cảnh giới Bồ Đề Tâm, nó cũng giống vậy, luôn luôn xuất sanh Bồ Đề Tâm. Như vậy là người này đã đạt tới cảnh giới giác ngộ hoàn toàn rồi, khó có thể thay đổi được cái thế nhìn của họ. Kim Cang Diệu Kế Thần được giải thoát môn, biển công đức tâm bất động. Tâm bất động là một biển công đức là nó... Hồi xưa giờ mình thấy tâm bất động là cái gì? Nó không có biển công đức gì hết đó, phải không? Tức là cái cảnh giới đó được xem là cái cảnh giới định gì gì đó, và
Rõ ràng tất cả những người tu Phật vẫn còn coi thường cái tâm bất động, cho nên là không bỏ cái cuộc đời mình ra để làm cho tâm bất động mà cứ gìn giữ cái dao động hoài. À, chúng ta dao động, chúng ta bất an, chúng ta nghĩ loạn điều này, nghĩ loạn điều kia, chứ chưa bao giờ chúng ta đạt tới cảnh giới tâm bất động. Khi nào mà chúng ta sống được một phút giây với cái tâm bất động thôi thì mình thấy là cả cái pháp giới này không đổi được nữa. Không phải tâm bất động đó là cái chúng ta đè hết tất cả những ý niệm sinh diệt nơi đầu của mình mà đạt tới cảnh giới tâm bất động. À, cái đó lại còn mong manh lắm. Đó là cái rỗng của tâm, cái khoảng hở của hai ý niệm. Hay nói khác hơn là nó là một chúng sanh không hình sắc lộ ra. Nhưng mà khi đạt được tâm bất động là một cảnh giới hoàn toàn khác với cái sự rỗng lặng không ý niệm của mình. Hai cái này nó khác nhau. Và khi nào mà chúng ta đủ trí tuệ để phân biệt được hai cái này khác nhau thì hy vọng là chúng ta có được một chút trí tuệ của Phật Đạo nha. Còn bây giờ nói thì nói, chúng ta vẫn chưa có đủ cái tầm để phân biệt nổi cái điều này. Tại vì khi mà chúng ta thiền định, nó cũng sẽ tới cái chỗ lặng lẽ không ý niệm. Và ở chỗ lặng lẽ không ý niệm là chúng ta thấy hoàn toàn bất động, là chúng ta sai. Nó giống như sáng mình nói là khi mình thấy được cái hình sắc và cái không á, cũng như chúng ta nghe được giữa cái âm thanh và cái khoảng rỗng của hai âm thanh, chúng ta nghe một cách rất rõ ràng tường tận hai cái này nó như nhau á, là tự động chúng ta sẽ thấy ngay đây bất động liền. Kỳ vậy đó, đang nghe nhưng mà nó bất động. Còn chúng ta chưa có đủ sức để nghe, chúng ta nghe cái tiếng nói thôi đúng không, thì rõ ràng là nó còn động. Chúng ta thấy chỉ thấy hình sắc thôi, chúng ta không thấy được cái khoảng rỗng của hai hình sắc, cho nên nó vẫn còn động. Đây là chuyện rất là kỳ. Thật ra cái này rất là dễ đạt chứ không phải là khó. Nhưng mà nó cũng rất là khó tới là tại vì từ xưa giờ mình quen thấy cái hình sắc, mình quen nghe âm thanh rồi. Mình không nghe được cái khoảng ngắt của hai âm thanh nổi. Mà muốn như vậy thì thực sự là chúng ta phải đạt tới cảnh giới tâm mà nó bình đẳng, gần như là bình đẳng. Thì lúc đó chúng ta thấy nghe nó không còn có so sánh phân biệt nhiều. Không còn so sánh phân biệt luôn chứ không nói là nhiều. Lạ như vậy. Nó cũng là một cảnh giới nữa. Chúng ta phải tới cảnh giới tâm không phân biệt, chứ không phải là chúng ta thấy chúng ta không phân biệt. Hai cái này nó khác nhau rồi nha. Một cảnh giới hoàn toàn không phân biệt. Cho nên tất cả những cái điều này đều là những cái cảnh giới tu chứng mà. Vì vậy nếu mà muốn thấy được cái này, muốn biết được cái này, chúng ta phải đạt tới cảnh giới nó hoàn toàn. Cho nên cái vị này đạt tới cảnh giới là cái tâm bất động là một cảnh giới hoàn toàn. Vì vậy là họ thấy chứ họ không động được. Họ nghe là họ nghe chứ họ không động được. Họ ngồi đó là họ ngồi là bất động chứ không có chuyện khác. Tâm của họ gần như không có chuyện thứ hai để làm ở trong cái này. Và họ muốn động, động không được. Nó có những cái đoạn tâm mà một cái hành giả nó muốn động, động không được. Kỳ ấy. Cho nên họ mới sanh kiến giải bất động. Tới chừng đó họ mới hiểu thế nào là bất động. Còn bây giờ chúng ta cũng hiểu về bất động là không động. Mình mới hiểu rõ ràng cái chuyện từ ngữ rất là dễ hiểu không? Bất động là không dao động. Không có dao động là không có bất kỳ một ý niệm sinh khởi nào ở nơi tâm của mình. Tâm mình lặng lẽ thanh tịnh bất động, và mình đang ở trong đó. Thì vậy là cái thanh tịnh bất động đang bị mình gì? Sở hữu. Đang bị mình dùng xài. Nhưng mà ngược lại là cái tâm bất động không phải là cái để chúng ta sở hữu dùng xài. Mà nó ngược lại, nó có thể dùng xài chúng ta. Đó mới là cái chuyện đạt được của những người được gọi là có cái chiều sâu tâm linh. Chứ còn nếu mà hiểu thì mình đã hiểu rồi. Nói tâm bất động ai ở đây cũng hiểu. Nhưng mà cảnh giới tâm bất động là chưa. Thật ra cái vị này mà có cái khả năng đạt tới cái cảnh giới này, đó là một cảnh giới. Cho nên ở đây mới nói là được cái giải thoát. Tức là ổng đạt tới cái cảnh giới giải thoát này. Thật ra là từ trước giờ chúng ta thấy mỗi người đạt được một cảnh giới rõ ràng phải không? Đây là công phu tu chứng rõ ràng chứ không phải là một cái kiến giải nữa. Hải triều lôi âm thần được giải thoát môn vào khắp môn pháp giới tam muội. Và cái này là ghê gớm. Tức là tất cả những cảnh giới của thiền định tam muội là thiền định.
là chánh định. Thì vậy là trong tất cả những cảnh giới định ở trong đạo Phật, vị này có khả năng vào hết. Ở đây là một cái cảnh giới mà cao, không có đơn giản đâu. Ví dụ như cái định của một cái vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, ngang những cái tầng bậc định đó là các vị này vào được, đạt được cái việc thọ tưởng định để chứng được A La Hán là vị này cũng có khả năng luôn. Không, vào được khắp tất cả những cái pháp giới tam muội, tất cả những cái định. Thì vậy là đạt được cái định lớn của gì? Thường tại định đạt được cái Phật định luôn. Nếu mà được vậy thành Phật rồi. Thật ra tất cả những cái pháp giới định thì vị này đều có khả năng đạt tới hết đó. Một vị mà thần á, mà có khả năng đạt cảnh giới này thì cũng hơi bị lạ. Đối với chúng tôi là nó hơi bị lạ. Không, đương nhiên là các vị Bồ Tát ẩn thân trong cái cảnh giới của thần, điều đó là cái điều không sai. Nhưng mà nói là đạt được nhiều cái môn thiền định á, thì phải là các vị Bồ Tát. Các vị La Hán cũng có được cái việc thọ tưởng định thôi. Nhưng mà các vị Bồ Tát vượt qua cái tầng diệt thọ tưởng định, có hàng hà sa số những tâm muội khác. Thì quý vị này là cũng đạt được quá nhiều tâm muội đây, thì rõ ràng là các vị này đều là những cái vị đại Bồ Tát, sao mới có được đi vào những cái cảnh giới định quá sâu quá nhiều. Ví dụ như hồi trước chúng ta học ở bên ở bản kinh mà Lăng Nghiêm là có vị Bồ Tát đạt được gì? Nhất thiết sắc thân tâm muội. Không, nhất thiết sắc thân tâm muội có nghĩa là họ có thể biến thành tất cả các thân ở tất cả các cõi. Khi đạt được cái đó rồi là họ đừng có cái thần thông đó liền. Thì tất cả những sắc thân đều là định. Và khi đạt được cái định đó rồi là biến thành tất cả các thân luôn. Đó để chúng ta mới thấy rằng là khi mà đạt được bất kỳ một cái tâm muội nào thì họ sẽ có được cái năng lực khi đạt được cái tâm muội đó. Cho nên một người mà đạt được là vào khắp tất cả pháp giới tam muội là gây gớm lắm rồi đó. Nghĩa thiền định rất là khủng khiếp. Lúc đó xuất hiện bửu quan thần thừa oai lực của Phật, quan sát khắp tất cả chúng chủ hải thần rồi nói kể rằng: bất khả tư nghì biển đại kiếp, cúng dường tất cả mười phương Phật, khắp đêm công đức thí quần sanh, do đây đoan nghiêm không ai sánh. Tức là cái vị mà đoan nghiêm thần này á, đã trải qua quá nhiều kiếp và bất khả tư nghì biển đại kiếp là ghê gớm. Nó trải qua là ví dụ như bây giờ là một kiếp của mình là cái gì? Một đời sống này gọi là một kiếp đúng không? Còn một tiểu kiếp là trải ra 1.000 cái đời sống sinh tử của mình, là 1 triệu kiếp. Là 1.000 cái tiểu kiếp nó thành trung kiếp, 1.000 cái trung kiếp nó thành một đại kiếp. Thì vậy là một đại kiếp là một cái gì đó sinh tử mà chúng ta không thể tính được. Mà vị này đã trải qua như vậy, những kiếp đó là cúng dường mười phương tất cả Phật rồi thôi. Cái phước người này nó lớn quá lớn rồi, phải không? Trải qua hằng hà sa số kiếp để cúng dường tất cả mười phương Phật luôn. Coi như chỗ nào có Đức Phật là vị này liền hiện thân tới đó để lại lại cúng dường. Thì cái phước vị này lớn rồi. Và dùng cái phước đó khắp đem công đức thí quần sanh. Nên là nãy giờ, hồi đầu mình học cái vị này, mình thấy có một cái gì mà rõ ràng tôi không có giải thích được là vị này là đem cái gì? Đem cái báo thân bình đẳng để bố thí khắp tất cả chúng thành. Một cái thân mà thân này là cái thân phước báo, là tất cả những cái quý giá, những cái công đức của mình để bình đẳng cho tất cả chúng sanh muôn loài. Thành ra là nãy mình nói là dùng cái báo thân bình đẳng bố thí chúng sanh, mình không hiểu nổi dùng báo thân là dùng cái kiểu gì. Nhưng mà tới đây thì mình sẽ thấy ngược lại, không? Tới đây mình sẽ hiểu ngược lại là rõ ràng vị này cái phước báo mà đến trải khắp chư Phật mười phương khắp pháp giới, vị này đều lễ lại cúng dường là cái phước báo người này quá lớn rồi. Được trang nghiêm toàn bộ cái thân tâm người này là cái phúc báo, chứ không phải là cái thân phàm phu nữa. Thật ra là đối với tất cả chúng sanh là đều được vị này ban phát cái phước lành của mình.
Khi mà cúng dường khắp mười phương Phật rồi thì cái phước báo lớn lắm, cho nên là khắp đem công đức thí quần sanh. Phước báo là lễ Phật, cúng dường Phật, gần gũi để học hỏi, như hồi nãy mình nói là gần gũi học hỏi nhiều đức Phật thì mới tới ngày thành Phật. Như vậy là vị này đã từng gần gũi mười phương tất cả chư Phật, thì quả vị Phật gần như vị này cũng đã tới rồi hay sao? Mới có cái thân báo trang nghiêm được, chứ người phàm thì không thể có thân báo trang nghiêm được. Tất cả thế gian đều xuất hiện, chúng sanh căn dục đều biết rõ, vì họ hoằng tuyên biển pháp môn, bất hoại kim tràng vui được ngộ. Thì nói lại cái vị bất hoại kim tràng này nó có khả năng là gì? Thứ nhất là thấy vì tất cả thế gian mà xuất hiện, và vì thấy tất cả chúng sanh cái căn dục để đến đau khổ, cho nên vị này xuất hiện ở thế gian để truyền bá cái Phật pháp, để cứu chúng sanh thoát khỏi cái dục nhiễm của mình. Phật là đạo sư của thế gian, pháp vân pháp vũ chẳng lường được, tiêu cạn biển khổ vốn không cùng, bất tạp trần cấu môn ngộ nhập. Ông bất tạp trần cấu này, khi mà ông hiểu được đạo lý rồi thì ông thấy rất rõ Đức Phật là đạo sư của thế gian, tức là vị thầy của trời người. Và cái gì nữa? Giống như là mưa pháp, giống như mây pháp phủ trần gian, gọi là pháp vân pháp vũ. Pháp vân vũ tức là pháp mây, mây mưa. Phật pháp của Đức Phật giống như là như cái trận mưa vậy, nó phủ khắp thế gian, rớt hạt xuống nữa làm đẫm ướt hết cái thế gian này, hoặc là mây nó phủ đầy ở cái hư không, không có chỗ nào không có. Thì Đức Phật chúng ta cũng vậy, là một quý vị mà với đầy đủ tất cả những cái pháp âm pháp diệu của Đức Phật, mà không có một cái chỗ nào mà pháp của Đức Phật không tới, để có thể khai mở, để có thể cứu độ tất cả thế gian này. Tiêu ở đây dùng từ là tiêu sạch biển phiền não, nếu mà chúng ta nhận được pháp của Đức Phật. Phiền não che đậy các chúng sanh, lưu chuyển các loài chịu khổ não, vì họ khai thị cảnh Như Lai, hằng trụ ba thần đã chứng được. Tất cả chúng ta bị gì? Bị phiền não sinh tử muôn vạn kiếp rồi, đúng không? Điều này là ai cũng biết. Thế vậy là nếu mà còn phiền não, tức là còn tiếp tục sinh tử, mà còn tiếp tục sinh tử là phiền não vẫn còn. Nhưng mà ở đây chúng ta mới thấy cái mà vẫn còn lưu chuyển trong sinh tử, tức là vẫn còn phiền não. Nhưng có điều là được mà được khai thị á, khai thị chỉ là khai thị được cái cảnh giới của Như Lai mới thoát được. Nếu mà chúng ta không có nhận được cái cảnh giới, không có đến được cảnh giới, không có ngộ nhập, không có sống được trong cảnh giới Như Lai, là chúng ta không bao giờ thoát khỏi phiền não. Đó là điều mà chúng ta phải biết. Nhưng mà ở đây là gì? Hằng trụ ba thần đã chứng được cái điều đó. Tức là sau khi đã thấy được cái lưu chuyển sinh tử của mình là phiền não khổ đau tràn ngập rồi, cho nên ngài tu tập và ngài nhận ra được cái Như Lai. Một ngày nào đó nhận được Như Lai thì mới hết cái lưu chuyển sinh tử các loài để chịu khổ não. Chứ còn như chúng ta bây giờ, thì bây giờ là còn lưu chuyển sinh tử không? Còn. Mà còn lưu chuyển sinh tử thì còn cái gì? Còn chịu khổ tiếp tục. Chúng ta ở đây chúng ta thấy mình đời sống mình có khổ không ta? Khổ hay vui? Vui cũng có mà khổ cũng có. Nhưng mà vui nhiều hay vui ít mới là vấn đề, không? Vui ít mà khổ nhiều. Đừng nói là mình không có vui là không có đúng. Chúng ta vẫn có cái vui đó, nhưng mà cái vui không có nhiều hết á. Vui là nỗi khát vọng của loài người. Phải nói vậy, cái vui là nỗi khát vọng. Thỉnh thoảng chúng ta không có cái gì đó được tạm gọi là vui. Như rồi với tất cả những cái gian tuân khổ ải cả đời, gần như chúng ta thoát ra không được. Có những cái mình thật sự mình thấy thoát ra không được. Chứ không phải là mình không muốn vui, mình muốn khổ đâu. Nhưng mà không hiểu làm sao nó khổ, nó cứ cái gì đeo bám mình hoài, mình gỡ không ra. Cho nên đến khi nào mà chúng ta ngộ được Như Lai tự tánh thật sự, chúng ta mới thấy được tất cả các pháp này nó là Như Lai hoàn toàn. Thì khi đó chúng ta mới hoàn toàn hết khổ.
Chứ còn nếu mà thấy các pháp là thật là giả gì thì coi chừng là cái thấy đó nó chưa có sạch. Phật trong nhiều kiếp khó nghĩ bàn, tu hành công hạnh vô cùng tận, dứt hẳn lưới nghi của chúng sanh, các tường bủ nguyệt đã được biết. Ông các tường này cũng biết giống giống như mấy cái trước à, không? Tức là thấy được là Phật đã từng tu hành công hạnh vô cùng vô tận, những cái công hạnh mà hồi nãy mình có nói đó. Tức là tất cả công hạnh của tất cả các loài, các cõi, Đức Phật đều trải qua hết. Đó là cái điều mà chúng ta mới thấy gọi là viên mãn cái công hạnh Phật. Chứ còn nếu chưa trải qua tất cả các loài, các cõi thì được gọi là viên mãn không? Chưa, còn thiếu. Vì vậy mà có những người sau khi họ ngộ tánh rồi thì đương nhiên là cái phút giây ngộ tánh họ, cái kiến giải, cái thấy biết đối với Phật không khác. Nhưng mà gì? Công hạnh chưa viên mãn, cho nên chưa được thành Phật, thành tổ thôi. Nhưng mà nói chuyện công hạnh là nói tới cái điều gì? Ví dụ nha, ví dụ như bây giờ nói là tới cái đời này để mà khổ hạnh như Đức Phật trước cái phút thành Phật. Bây giờ là có nhiều người trong cái thế gian này nói là muốn thành Phật là phải khổ hạnh 6 năm như Đức Phật mới được thành Phật, đúng không? Không phải vậy đâu. Cũng rất là nhiều người khổ hạnh chết luôn ở trên đất Ấn Độ, đâu ai thành Phật đâu. Không phải đó. Nhưng mà cái người mà đạt tới cảnh giới mà khổ hạnh 6 năm như vị Đại Bồ Tát Sĩ Đạt Ta có dễ không? Không thể kiếm ra. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Thấy vậy chứ mà cái việc khó làm, cái hạnh khó làm thì các vị Bồ Tát đã làm, để làm cái biểu tượng thực sự, để làm một cái gương thực sự cho nhân loại, mà không phải cho nhân loại mình không, mà cho cả tam giới, cả pháp giới mười phương. Nếu mình nhịn đói 3 ngày, 7 ngày mình kêu trời rồi, nhịn chừng tháng là đi hết nổi rồi. Phải không? Đừng nói cái chuyện tu tập. Mình nhịn đói chừng tháng là cái thứ gì mình cũng ăn. Phải nói như vậy đó, chứ đừng có nói chuyện là phải nhịn thêm một tháng thứ hai. Chúng ta phải thấy rõ cái điều này đó. Cho nên là đói là một cái gì đó ghê gớm lắm mà. Thái tử Sĩ Đạt Ta ngày đó qua được. Qua được không phải một ngày, một giờ, mà tới 6 năm trời thiền quá. Thế nên cái tâm đó mới đủ làm cho người ta ở trong sâu trong thiền định được. Mà vậy là cái công hạnh tu hành đó là Bồ Tát đã trải qua, không phải trong cõi người đâu. Cái khó của cõi người đã trải qua mà. Các cõi khác có nhiều khi khó còn hơn nữa. Thế chúng tôi có một lần chúng tôi nghe một cái người quen kể là có cái duyên đi giống như đi du học ở các nước. Thì có lần tới châu Phi. Tôi nghe nói tới châu Phi là tôi cũng muốn mò mò tới, tại vì mấy châu khác có đi mà châu Phi chưa tới. Mày phải hỏi coi cái sinh hoạt ăn uống làm sao. Ông nói, tôi nói là anh kể thử một kỷ niệm ăn uống ở châu Phi cho tôi nghe mà anh nhớ đời coi. Anh bắt đầu anh kể rồi nha. Ông nói thứ nhất á là nó nặng sữa mà nó không có nấu. Nặng vô một cái tô như vậy đó. Cái thứ hai là nó có một cái lòi sâu gì ghê gớm, nó bỏ nó lòi lòi rồi lỗm ngỡ lỗm ngỡ là bóc bỏ không miệng ăn à. Thì nó nói đúng rồi thiệt đó. Nó nghe này là kỷ niệm cả đời mà không ăn không rời khỏi chỗ đó được á nha, là phải ăn á. Ổng đâu ăn bây giờ ổng nhớ lại là ốc ổng nổi hết từ cái tay tới cái đầu luôn. Hơn sâu đang ngộ mà nó vừa rồi chưa thôi nữa còn sử dụng cái máu tươi đó để pha sữa, nó vừa tanh của sữa sống mà nó vừa tanh của máu mà nó vừa tanh của con sâu sống nó mà ăn rồi. Đó, nó có những cái chuyện gì mà người ta ăn tỉnh queo à. Tức là người ở bản xứ đó họ ăn cái món đó là món ngon đãi khách quý, mà ông này là khách quý. Giống như chúng ta mà làm khách quý của cái người Campuchia là cũng hơi mệt đó nha. Ở trong những cái làng sâu của họ, ống tre họ bắt nguyên con chuột họ vọng vô họ gài kính để đó cho tới thì nó thúi mà dồi tửa nó tới rồi đó ha. Là khách quý vô bản là đem đó ra đãi đó. Hồi xưa nhớ đi Campuchia tôi nói cũng giái trời giái Phật, con đừng có làm khách quý như mấy cái chỗ này.
Vô trong đó mà nó đãi không ăn là khó đi ra lắm. Thành ra chúng ta thấy nổi cõi người của mình thôi, là những cái ăn uống ở khác cái vùng miền thôi là mình đã khó sống rồi, đúng không? Vậy mà các vị Bồ Tát phải đi các cõi, có những cõi thấp, rất là thấp, phải ăn uống, phải sinh hoạt. Cái động sự nhiếp này là các vị mà Đại Bồ Tát mới chịu nổi, chứ mình chịu không nổi đâu. Chúng ta đang ăn chay thôi mà bắt chúng ta ăn mặn một bữa là đã khổ rồi, mà ăn những cái loài mà nó tanh hôi nữa là chịu chết. Vậy mà Đức Phật, các vị Bồ Tát đã từng trải qua khắp mười phương tất cả các cõi để tu tập, thì chúng ta thấy rõ ràng là công hạnh các vị rất là lớn. Cái hay cái là chúng ta chưa có trải qua nhiều công hạnh tu tập á, thì mình thấy mình ít phương tiện nha. Thật ra gần như là tất cả những cái công hạnh gì á, khó hoặc là dễ trong cái cõi của mình á, mình phải có trải qua. Chứ còn nếu không chúng ta không có phương tiện đâu. Kỳ vậy. Cho nên các vị Bồ Tát mình thấy là thôi á, có những khi mình biết, có những cái đời các vị Bồ Tát xuống không phải ở trong chùa. Đây là một cái sự thật á, lang thang lưỡi thưởi ở bến xe, bến tàu, bến ghe, ở những cái chỗ mà đời sống rất là thấp thỏi, thậm chí làm với người xin ăn, làm đủ hết tất cả các hạnh ở trong cái đời thường, các vị đã nếm trải hết. Không đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Bây giờ mình tu á, tối mình có chỗ mình ngủ mà ha, có mùng để mình ngủ, có mền để mình đắp. Nhưng mà tới một cái lúc mà các vị muốn gọi là tu tập khổ hạnh ở ngoài đường thôi, chưa nói là khổ hạnh trong rừng. Thấy cái mùa mưa là không có nhà ở nè, tối thì không có giường để ngủ nè, không có mùng để dăng để chống mũi nè, không có chăn để đắp cho chống ấm nè. Thì lúc đó mình mới thấy là như mình mà bây giờ mình lỡ bị lạc đường một ngày thôi, như mình bây giờ mình chưa phải là cái gì ghê gớm lắm đúng không? Mình lạc đường một ngày mà tối nay mình không có nhà ở, không có tất cả những phương tiện để nghỉ ngơi, thì chúng ta thấy như sao? Tâm yên nổi không? Chưa chắc yên nữa nha. Không biết ngồi đây một chút có chuyện gì không nữa, ai bảo vệ an ninh cho mình, lỡ xảy ra chuyện này là ai cứu mình tùm lum tùm la hết nổi. Cái sợ thôi, chưa nói là mũi tới cắn nói cái sợ là đủ có thể làm cho chúng ta cả một đêm bất an rồi. Thành ra chúng ta mới thấy rõ ràng là khi mà nói tới cái chuyện ngày Sĩ Đạt Ta đi xuất gia từ cái hoàng cung, phải không? Cái chỗ mà được cả hầu người hạ an ninh an toàn tuyệt đối, đi trên thảm nhung chưa chừng từng đi chân không, đi mà có một hạt cát cộm cộm là coi chừng là bị chém đầu. Phải sạch đến cái độ mà trải thảm đi mà phải đi im ái nhẹ nhàng. Như một ngày xuất gia cái là giẫm chân trên sỏi đá liền, nhiêu đó thôi là đủ thấy mệt rồi. Cỡ như mình đi là quen mang dép phải không? Nếu bây giờ hành đạo trưa đúng 12 giờ trưa đi chân không ngoài lộ nhựa coi, thì mình biết liền, nếm mùi mới mình biết liền cỡ nào. Thế nhưng là những công hạnh mà khó làm đó mình chưa từng trải qua. Ra có là lúc chúng ta ở thành thị chúng ta không có thấy được cái lao nhọc của cái người ở thôn quê. Như mình nếu mà đã từng uống nước sạch rồi mà về quê mà cứ múc với mương lên mà uống là thua liền tại chỗ. Nó vừa cái gì ớn ớn mà còn thậm chí bị đau bụng nữa. Thấy chưa? Tắm thì mình tắm nước rất là sạch, về quê đổ nước trên cái mình chà từ trên dưới nó rít, mặc đồ lên lượng sượng kiểu gì đó, chúng ta thấy khó chịu trong một đêm đó ngủ không được rồi. Thật ra chúng ta mới thấy rõ ràng là nếu mà chúng ta không có đi sâu vào cái đời sống của nhân loại, chúng ta không hiểu hết những cái ngôn ngữ trong cái đời sống nhân loại thì không thể nào có những tiếng nói để cứu thoát. Cho nên thường là cái hạnh đồng sự nhiếp của các vị Bồ Tát là một cái gì đó thể hiện cái công lực tu hành lớn, cái tâm nguyện lớn, cái lòng từ lớn lắm các vị mới đi các cõi được, chứ còn khó đi lắm. Mình tự dưng mình đang sống ở đây, ví dụ như có thầy, có sư cô nào mà đang sống ở trong chùa, đang tu tập, bây giờ có một cái chùa thiệt là sâu, ở cái vùng sâu, cái vùng đó dân nghèo, phương tiện không có, kêu xuống đó làm Phật sự mà không có chùa chiền hết đó. Chưa chắc xuống đó có đất để ở nữa, có cơm để ăn nữa, rồi bây giờ mình đi đó mình thấy sao? Lo liền đúng không? Lo lắng, bất an.
Tối đó là phải gì đó quan hệ ngoại giao giỏi rồi để mình có thể mình tìm được một cái chỗ ở. Nó mình phải lo như vậy để mình có miếng cơm manh áo. Và cái chính cái đó là cái mà rất khó cho mọi người mà giữ được cái tâm yên ổn thanh tịnh. Cho nên là khi mà chúng ta hiểu được nội trong cái cõi người thôi mà chúng ta thay đổi chỗ ở đã là một cái chuyện khó khăn của mình rồi. Mà các vị từ những cõi thanh tịnh, nói cõi trời mà xuống cõi người của mình thôi là các vị đã thấy khác rồi. Một cái ví dụ mấy người ở cõi trời nhìn cái cõi của mình nó thiệt còn dơ hơn là mình ở đây, mình khạc miếng nước bọt xuống đất cả bẹp rồi mình liếm vô nữa. Cái thức ăn của mình á, ở cõi người của mình nó dơ lắm, cho với cõi trời dơ kinh khủng. Nhưng mà các vị cũng phải xuống đây để làm người ở đây, phải ăn uống, phải sinh hoạt ở đây là biết là phải nói rõ ràng là một công lực, một công phu chứ không phải đơn giản. Mà Đức Phật đã trải qua quá quá nhiều cái cảnh giới thấp hơn nữa, khó, rất là khó. Không, nhưng không phải đơn giản như mà Đức Phật đã trải qua như vậy. Vì như vậy mà đủ phương tiện để độ sanh. Cho nên công hạnh của các vị Bồ Tát, nếu mà nói tới Bồ Tát thì chúng ta suy đoán thôi, chứ thật sự mình cũng không hiểu hết cái cảnh giới các vị đâu. Nhưng mà chúng ta có thể tưởng tượng bằng cái đầu của mình. Mình thấy là những vị mà chứng thánh quả, họ trải qua rất là nhiều cái cảnh giới mà người phàm mình không cách nào theo được. Những cái khó là họ đã qua rồi, nhưng mà những cái siêu, những cái hay họ cũng phải trải nghiệm ở hai mặt, phải không? Khổ và vui gần như họ trải nghiệm đủ thì họ mới có đủ phương tiện, chứ nếu không có phương tiện độ sanh. Phật thấy chúng sanh thường khủng bố, lưu chuyển trong biển sinh tử lớn, khai đạo vô thượng của Như Lai, Diệu Hoa Long Kế đã hiểu biết. Bị khủng bố là gì? Tức là bị sợ hãi, bị bất an. Chúng sanh luôn luôn là như vậy. Chúng ta chưa lúc nào chúng ta hết sợ hãi, chưa lúc nào chúng ta hết bất an. Đó là điều mà chư Phật thương mình. Gần như lúc nào cũng nôm nốt lo sợ gì đó, thì mình không biết mình lo sợ cái gì. Nhưng mà trong lòng mình mà nói mà bình tĩnh, bình an là hiếm lắm. Hay sống một ngày mà chúng ta quên đi mọi chuyện thì thôi ha. Bắt đầu có chuyện này, bắt đầu có chuyện kia đến với mình là mình đủ bình tĩnh không? Không có, bắt đầu dao động bất an rồi. Và chuyện phải tới với mình là ngày nào cũng có. Cho nên ngày nào cũng bị khủng bố hết đó. Ngày nào cũng bị bất an, ngày nào cũng bị dao động. Và chính cái sự bất an khủng bố đó, cái sự dao động đó làm cho chúng ta lưu chuyển khổ não hoài trong tam giới này không có dừng. Ít ra tất cả những người học Phật của mình trong giai đoạn đầu á, cho tới bây giờ chứ không phải trong giai đoạn đầu, chúng ta phải thấu hiểu về cái lưu chuyển sanh tử này nè. Chúng ta phải hiểu thật sâu. Và có một lần nào đó trong cuộc đời mình thật sự sợ hãi sanh tử, sợ hãi thiệt á, sợ đến độ mà phải nói là bỏ ăn bỏ uống nhiều ngày mới được, mới đáng, mới đúng là sợ hãi. Còn mình giờ mình nghĩ cái mình thôi à, đúng không? Chúng ta chưa bao giờ chúng ta sợ sanh tử tới mất ăn mất ngủ lần nào. Đâu có đâu, chưa từng có. Chưa từng có. Cho nên cái trí tuệ giác ngộ rất khó được khai mở. Thế vậy, nhưng mà cái này là cái nền tảng để đánh một cái dấu mốc là chúng ta có thẳng quay vào con đường Phật đạo hay chưa. Tôi nói là ngay cả những người xuất gia chưa có đủ cái độ sợ hãi về sanh tử. Phải một lần sợ đó trước đi rồi mới nói chuyện khác. Nghĩ là rõ ràng là nghĩ cái đường nào mình cũng không thoát được hết đó. Ngồi suy nghĩ đi, mình thoát đi đường nào? Không có đường để mình thoát. Làm sao để ra khỏi cái chuyện sanh già bệnh chết này? Chúng ta làm sao? Mình làm sao? Mình làm bằng cách nào? Mình làm sao để hết bị sinh tử tiếp? Mình làm sao để hết phiền muộn? Mình làm sao để hết khổ đau? Mình làm sao để mình không bị sinh tử? Vì sinh tử đáng sợ lắm. Thì vậy là đến một cái lúc nào chúng ta ngồi, chúng ta nghiệm lại hết trong cái chuyện cuộc sống từ nhỏ cho tới lớn. Như mình ở đây cũng có một số người là tóc bắt đầu bạc rồi ha? Trải qua nhiều chục năm trong cuộc đời này, mình nghiệm kỹ rõ ràng một đời người từ hồi nhỏ tới giờ phút này, mình nếm quá nhiều cái mùi vị của cuộc sống rồi. Ngọt cũng có, đắng cũng có, cay cũng có, đúng không? Tất cả những mùi đó nếu mình làm gom lại thì là nghiêng về phía khổ hơn. Và chẳng lẽ mình lại tiếp tục sanh ra để tiếp tục nhận chịu những cái điều này nữa sao? Nhưng có bây giờ mình hỏi vậy không?
Lẽ bây giờ mình ra đi mù mịt để mình nếm mùi khổ mà chưa chắc là đời sau nó khổ hơn hay nhiều hơn hay là ít hơn nè. Nếu mà biết chắc đời sau nó nhẹ nhẹ gánh hơn chút thì cũng đỡ đi. Không, nhưng mà biết đâu đời sau có khi nó nặng hơn thì sao? Đó, đời này mặc dù mình nghèo khổ đúng không, nhưng mình vẫn còn có cơm ăn, vẫn còn có áo mặc. Nhưng mà chắc đời sau mình ra mình được làm người không cái đã, đó là không chắc rồi. Mà đã không được làm người mặc suốt đời có một cái áo à. Mà cái áo lòng đó suốt đời ngứa cũng không có lột ra được nữa. Trời ơi, tới hồi ghẻ chốt rồi lum rồi cũng không có lột cái áo đó ra để thay nữa. Thì mình mới thấy cái cảnh đó nó khổ. Thật sự đôi lúc mình ngồi mình nhìn con chó mà nó gãy cái ghẻ của nó đó, mới cảm nhận được cái khổ của nó. Nó đâu phải là nó không có khổ khi nó mang một cái bộ lông suốt cuộc đời đâu. Ngày nào nó cũng bị mang cái bộ lông đó hết. Sạch nó cũng ngoan mà dơ nó cũng mang được. Hên lắm là mình tắm, may mắn rồi là phước báo lắm được tắm. Có những con chó quen đâu ai tắm đâu. Rồi nó ghẻ chốc đầy mình, nó lê lết rồi đó. Chúng ta mới thấy được cái, chúng ta mới cảm được cái khổ đó. Mà cái khổ đó chắc rằng mình tránh nổi không? Chắc không? Chưa chắc. Coi chừng mình mang nhiều cái đợt hơn nó nữa chứ không phải là một đợt. Thành ra mình thấy rõ ràng là nếu mà không có được, không có đạt ngộ giải thoát thì chắc chắn là chúng ta phải lưu chuyển thành tử. Mà lưu chuyển sanh tử là chắc chắn là chúng ta phải nếm cái mùi khổ của các loài, các cõi. Mình thấy mình phải sợ cái này mới được. Nếu mà chúng ta học đạo đó, một lúc nào đó mà chúng ta thực sự sợ điều này thì tự động cái tâm mà tinh tấn của chúng ta nó phát rất mạnh. Còn điều này với mình nó vẫn còn có cái gì nó lơi ngộ lắm. Thấy thì sợ đó nhưng qua cái nó quên tiêu rồi. Thật ra chúng tôi nói là phải sợ nhiều ngày đó chi nó trở thành một cái sự chấn động nơi tâm thức của mình đó. Nó chấn động thực sự để nghĩ tới sanh tử là mình nghe có một cái gì mình sợ lắm rồi, sợ thật là sợ rồi, thì mình mới tìm lối thoát. Còn mình không có nghiệm cho nó thấu đáo cái chuyện sanh tử, chúng sanh, các loài, các cõi, mình vẫn còn lơ lơ lửng lửng lắm. Nói vậy cuộc đời mình cũng khổ vài ba bữa rồi, cái mình cũng được ai đó giúp mình. Dù hèn thì cũng thể mình cũng vẫn còn ăn, vẫn còn mặc, vẫn còn đi du lịch được, cũng không đến đổi nào. Thì đương nhiên là mình vẫn còn sống như vậy. Nhưng mà sống như vậy là mình đang tiêu phước hay mình đang tăng phước để đời sau mình sướng hơn hay mình khổ hơn là hoàn toàn điều đó mình chưa biết. Và đã không biết rồi thì phải coi chừng. Nhưng giờ thì được mặc hai ba áo, nhưng mà coi chừng là sẽ mặc một áo suốt đời. Mà một áo suốt đời là khổ lắm á, không có đơn giản đâu. Đó là ra chúng ta phải nghiệm hết đi tất cả những chuyện mà lưu chuyển sanh tử để mình quá sợ rồi cái chuyện sanh tử này. Mình không thể chấp nhận cái chuyện tiếp nối sanh tử trong mù mịt này nữa, thì tự động ý chí là vượt thoát của mình nó mới sanh khởi được. Mà khi nào chúng ta có được ý chí sanh khởi đó, ý chí vượt thoát sanh tử sanh khởi rồi thì mới nói tới cái chuyện tu hành chuyên sâu, chứ nếu không chúng ta khó ra lắm rồi. Thấy lơi lơi lỏng lỏng, tôi cũng ba hồi nóng ba hồi lạnh. Tôi gọi là năm nóng năm lạnh ấy. Lúc thì sợ cũng gán ngồi bình tĩnh lắm, nhưng mà ngồi hồi cái ngủ mất tiêu. Chư Phật cảnh giới bất tư nghì, pháp giới hư không tướng bình đẳng, trừ sạch lưới nghi của chúng sanh, trì quan vị thần hay tuyên thuyết. Vị này thì có khả năng thuyết gì? Thuyết được cái cảnh giới bất tư nghì của chư Phật. Và có khả năng thuyết gì nữa? Cảnh giới bình đẳng. Cách đây như là ba buổi giảng chúng ta nói về cảnh giới bình đẳng rồi đúng không? Cảnh giới bình đẳng là một cảnh giới thật sự, chứ hiểu bình đẳng là chúng ta hiểu sai hết rồi, không ai hiểu đúng bình đẳng đâu. Bình đẳng là không có cao, không có thấp, không có so sánh, không có phân biệt rồi nó kia, đó là lý luận của phàm phu mình thôi. Cảnh giới bình đẳng là cảnh giới của một vị thánh. Rớt vào cảnh giới thánh mới hiểu được bình đẳng là gì. Còn mình nó sống bình đẳng tôi đố cái thế giới này sống được. Nội trong chùa ta sống còn không xong. Ông chùa nói chuyện lục hòa đó, như mình hay nói hoài đó, phát tâm sẽ răng cho mấy ông già rộng răng là cả như hết bình đẳng rồi. Phật tử cúng hợp tâm sẽ răng chia đều mỗi người một cây. Trong đó có mấy ông già đó có răng đâu sẽ. Phát bằng chải kem rồi chia hết năm huynh đệ, còn huynh đệ không có răng thì cầm cái bằng chải đó coi chơi chứ làm gì. Và thật sự nói tới cái bình đẳng là một cái ảo tưởng.
của thế gian. Phải nói như vậy. Cái người thật sự họ không nghĩ tới cái chuyện bình đẳng đâu, mà phải nói tiếng nói khác, không phải là bình đẳng, mà phải nói là cái tiếng san sẻ chứ không nói tiếng bình đẳng. Tại vì sao? Tại vì hai người không thể phước báo bằng nhau, không có căn cái phước bằng nhau được. Nói chuyện bình đẳng là một cái câu nói sai, không thể chấp nhận được cái từ bình đẳng. Anh cưỡng người ta để người ta cắt cái phước người ta được, sao không được? Cái phước người ta khi sanh ra đời là phước báo khác nhau hoàn toàn, thì không thể có đời sống bình đẳng, mà phải nói là một cái đời sống tình thương san sẻ thì có, san sẻ thôi. Bây giờ ví dụ như trong chùa thôi, đừng có nói ngoài, thì theo tinh thần lục hòa là lợi hòa đồng quân. Nhưng có những cái mà sinh hoạt, ví dụ như có một vị thầy bữa nay được Phật tử cúng dường riêng cho thầy, thì thầy có phước cúng nguyên một cái hộp bánh to dễ sợ luôn. Nhưng bây giờ đó là phước của thầy, thì vị này thấy cần san sẻ cái phước báo mình với huynh đệ đem nó đi chia, thì người ta nhìn nó là tinh thần lục hòa, tinh thần bình đẳng. Nhưng mà thực sự là đây là một cái sự san sẻ, phải nhìn rõ là san sẻ, đòi hỏi cái sự hiểu biết, thương yêu để mà san sẻ, chứ không nói cái chuyện bình đẳng. Bình đẳng là một áp chế của xã hội, sai rồi. Mà phải hiểu biết để san sẻ là đúng. Thì đòi hỏi cái đời sống họ phải thấy, chứ còn nhân quả khác nhau làm sao bình đẳng được. Không thể nói chuyện bình đẳng ở thế gian này. Đã sanh ra thế gian rồi là không có chuyện bình đẳng. Cho nên nó treo cái khẩu hiệu bình đẳng là một cái chiêu dụ gì gì đó, không có đúng sự thật. Và không ai thực hiện được bình đẳng cả. Đừng có hy vọng một xã hội bình đẳng là chúng ta sai. Và chúng ta hy vọng là một cái xã hội có cái tình thương yêu và sự san sẻ là được. Điều đó có thể chấp nhận, tại vì không có thương thì không có san sẻ được. Không có thương thì họ thủ cái phước riêng của họ, họ cũng sống cái đời sống riêng của họ thôi à. Chứ còn nói là san sẻ và thương yêu, đó mà là cái từ ngữ đúng cho loài người này, chứ nói là phải muốn cho xã hội bình đẳng là sai rồi. Và chúng ta đừng bao giờ nói tới câu nói này nữa. Câu nói đó hoàn toàn không đúng. Sao mà bình đẳng được? Ảo tưởng. Đừng bao giờ nghĩ chuyện đó. Ví dụ như bây giờ nè, chúng tôi muốn thành lập một cái nơi, không? Thì ở nơi đó tất cả mọi người đều ăn như nhau, đều uống như nhau. Ví dụ như bây giờ tới cái bữa cơm thôi nè, chúng ta nói là bữa cơm thôi. Người trẻ thì ăn nhiều hơn người già. Bây giờ bắt ăn bình đẳng là người trẻ ăn tô, người già ăn tô cho tôi rồi nha. Bình đẳng đi. Người già sao ăn nổi tô? Ví dụ vậy. Rồi bây giờ bình đẳng là dứt phát là mọi người hãy ăn ba chén cơm, nhưng mà người già ăn không nổi, ăn có một chén là ngán rồi, nhốt hết vô rồi, thì sao được? Ví dụ người trẻ họ có thể ăn khô, người già họ cần ăn đồ nước, nhưng mà bình đẳng là phải ăn khô hết, thì người già ăn không nổi thì đối với họ là bất bình đẳng, đúng không? Và bây giờ nếu mà nấu có nước không thì đối với người trẻ là bất bình đẳng. Chúng ta có muốn bình đẳng đi nữa, thực tế là không có được. Một bữa ăn thôi chưa chắc là đã bình đẳng, đừng có nói chuyện khác. Thành nên nói bình đẳng là một cái câu nói sai. Với chúng tôi xã hội nếu mà kêu rào cái chuyện này là một cái gì đó nói sai trái, mà kêu rồi cái tình thương để san sẻ được, cái này có thể bàn luận được, đúng không? Chúng ta phải hiểu biết cái sự khó khổ, khó khăn, cái sự mà yếu đuối rồi bất an của người khác, chúng ta hiểu để chúng ta thương, chúng ta san sẻ cái tình thương đó là đúng. Chứ nói bình đẳng là không đúng đâu. Bình đẳng tôi phản đối tới cùng. Không ai làm sao bình đẳng được đó. Ngồi nội bây giờ ha, lên bàn nước thôi. Nói với chị cũng đã từng đi với bạn bè mình vô cái quán nước rồi. Ví dụ như bây giờ tôi là cái người ăn dưỡng sinh, tôi không thể uống nước ngọt được, đúng không? Thì bây giờ là bình đẳng là vô quán ngồi kêu một loạt chai nước, nước lọc không để uống. Trong khi đứa nhỏ nó thèm kem muốn chết nó luôn, nó ngồi nó hy vọng là được ăn chai kem hoặc uống ly nước ngọt. Bây giờ mình bắt nó uống nước lạnh đối với nó là bất bình đẳng rồi chứ gì nữa. Mà mình muốn bình đẳng, muốn bình đẳng là gây đau khổ cho người khác. Mà thực sự xã hội này luôn luôn đau khổ bất an cũng vì lý do bình đẳng đó. Cho nên đừng có treo khẩu hiệu bình đẳng là bức ép con người ta. Đối với chúng tôi là treo khẩu hiệu đó là bức ép người ta. Đó là một sự thật của xã hội, đó là bề trái mà nó muốn bàn sâu. Nhưng đó là những cái từ ngữ nó không có hay, nhưng mà
cứ nghĩ là nó hay, rồi thiên hạ cứ tưởng tượng và người ta cứ vẽ vời hai chữ bình đẳng lên thành màu mè gì đó, để rồi ai cũng có muốn được bình đẳng ở một cái gì đó. Không có được đâu, đừng bao giờ nghĩ chuyện đó. Mà làm sao để cho người ta có hiểu biết để yêu thương và san sẻ, đó là một cái điều đúng. Và cái đó là cái loài người cần hiểu biết để thương yêu. Và khi mà người ta có thương yêu rồi, tự động là sẽ có cái sự san sẻ. Chứ còn nói bình đẳng là không có đâu, không thể bình đẳng được. Bây giờ là tôi thì tôi mặc một cái áo là 2 mét. Bắt đứa nhỏ 3 tuổi mặc áo 2 mét như tôi rồi sao nó đi? Nó bình đẳng chứ, phải chia cho nó cái áo như vậy chứ. Trùm trừ trên đầu nó xuống quấn 3 vòng nữa. Nói chuyện bình đẳng là một cái sự bức áp, áp bức. Phải nói là bình đẳng là một nghĩa khác của áp bức. Chứ đừng có nói câu bình đẳng không có đúng, nó không có nghĩa gì của cái câu bình đẳng này là đúng hết á. Nhưng mà người ta cứ vẽ thôi, chứ sự thật là hoàn toàn không có thể áp đặt được. Bình đẳng là một cái gì đó rất là áp đặt. Cho nên khi mà người ta hiểu tới cái từ bình đẳng á, thấy được cái sự bình đẳng đó là một cái gì, nó nằm ngoài cái mà tính toán của cái đầu. Thực sự nó ra ngoài. Đến một cái ngày người ta đạt tới một cảnh giới là tuyệt đối bình đẳng, là một cảnh giới nó khác cái ngôn ngữ đó tự tạm gọi là bình đẳng. Nhưng mà một cái cảnh giới không hề có sự cao thấp nữa nơi tâm của cái hành giả đó. Ví dụ như bây giờ một vị thánh đạt tới một cảnh giới bình đẳng rồi, thì ở nơi họ không còn có một cái sự so sánh nào ở trong cái pháp giới này được. Cái chuyện này hồi trước mình nói rồi, thì khi là họ đạt tới cảnh giới đó rồi, họ thấy cái người này nè bị khiếm khuyết là họ sẽ bù đắp. Cái hay của một người mà khi đã đạt tới cảnh giới bình đẳng rồi á, thì cái đời sống của họ là luôn luôn sao, luôn luôn bù đắp, luôn luôn san sẻ. Họ không còn chuyện thứ hai để họ làm, tại họ thấy người này khiếm khuyết cái này, người kia khiếm khuyết cái kia, người nọ khổ cái nọ, người kia thiếu cái này, người nọ thiếu cái khác, vân vân. Tất cả những cái thiếu thốn và khiếm khuyết của chúng sanh cần phải được bù đắp. Thật ra các vị Bồ Tát khi đạt cái cảnh giới mà thánh hiền rồi, các vị rất hiểu về cảnh giới bình đẳng này. Cái bình đẳng tuyệt đối là tất cả chúng sanh đều có cái khả năng thành Phật như Đức Phật đã nói. Nhưng mà tất cả các pháp giới này đều rất là bình đẳng, nó vốn là bình đẳng. Nhưng mà do con người thấy lệch thành ra nó bất bình đẳng. Thấy lệch cho nên nó sống lệch, người phước báo cao hơn, người phước báo kém hơn, là nó đã sanh ra hai con người khác nhau hoàn toàn rồi. Vì vậy là bình đẳng trên nhân quả của họ. Thì mình thấy là cái người đó, cái nhân đó, cái quả đó, họ phải sống cái kiểu đó. Người kia cái nhân quả kia, họ phải sống cái kiểu kia. Cái người phước báo kém họ phải sống theo cái phước báo của họ là đúng với nhân quả, mà đó là bình đẳng. Nhân quả mới là bình đẳng, sống đúng nhân quả, phù hợp nhân quả mới đúng là bình đẳng. Chứ bình đẳng không phải là can đều, không phải là can đều. Bình đẳng là phải có cao có thấp. Không, tại vì nhân quả người này như vậy thì nhân quả người kia khác hơn, phước báo người lớn hơn sẽ sống một đời sống khác hơn. Cho nên đừng có bao giờ hy vọng là sẽ có xảy ra cái chuyện bình đẳng giữa cha con của gia đình thôi là chưa chắc có nữa. Đừng nói đối với xã hội. Tại cái phước của ông cha khác với phước bà mẹ, và phước đứa con khác hơn cái phước của ông cha, khác hoàn toàn. Cho nên họ ra đời là họ mang cái phước họ tới. Chúng ta đừng bao giờ than phiền tại sao xã hội bất bình đẳng. Mà than phiền là gì? Chúng ta không có đủ cái gì, cái phước để chúng ta có thể có đời sống tốt hơn bây giờ. Là do mình, phải không? Do mình thiếu tu tập, mình thiếu phước báo. Chứ còn mình thấy được cái cảnh giới bình đẳng của các vị thánh, chúng ta nói là khi nào mà đạt được trí tuệ của thánh hiền thì khi đó người ta mới hiểu bình đẳng là gì. Và họ xây dựng một cái đời sống tập thể, họ cũng không can đều phước báo đâu. Một người mà hiểu được cái bình đẳng rồi á, thì họ vẫn để cho hai người có đời sống khác nhau hoàn toàn. Khác nhau á. Ví dụ bây giờ ở trong chúng thôi nha, ở chung một cái nhà, ở chung cái nhà mình thôi, đừng nói chúng này. Cái này chúng ta dễ hiểu nè. Ông cụ là tối khó ngủ, thằng bé là nó tối nó ngủ liền. Bây giờ bắt cái bình đẳng, tao 2 giờ tao ngủ, mày phải 1 giờ rưỡi 2 giờ mới được ngủ, chết nhỏ liền á, đúng không?
không thể nó có chuyện bình đẳng được. Người này ta thế này thì người kia phải như thế vậy mới được bình đẳng chứ chơi. Mà mày mới 7 giờ mày ngủ rồi tao thức tới 2 giờ là không bình đẳng hay sao? Bây giờ ông già sẽ nhìn đó nhỏ chửi là mày chơi không bình đẳng, tao tới 2 giờ tao ngủ, mày 6 giờ mày ngủ rồi. Được không? Không có được, không có thể như vậy được. Mà là rõ ràng là cái nhân quả ông già này, ông khó ngủ, ông phải ngủ mấy giờ là cái chuyện của ông. Cái nhân quả của thằng bé này mấy giờ nó ngủ là mấy giờ nó ngủ, đó là cái chuyện bình đẳng á. Bình đẳng trên giới tính, bình đẳng trên nhân quả, bình đẳng trên tất cả cái tình huống của cuộc sống. Và phải để cho tất cả mọi cái diễn ra y như nó mới gọi là bình đẳng. Chứ không phải bình đẳng là chan đồng, không phải là gọi là ăn đồng chưa đủ rồi, không phải như vậy. Cho nên đó là khi mà một người mà hiểu được nhân quả nghiệp báo một cách rất là sâu và tôn trọng nhân quả nghiệp báo của họ, để họ sống đúng với cái nhân quả nghiệp báo của họ, đó gọi là bình đẳng á, bình đẳng trên nhân quả. Nó giống như hồi xưa chúng ta thấy rõ ràng là, ví dụ như bây giờ thôi không nói chuyện ngày xưa, hai người Phật tử đi chùa cúng chùa mà cái tâm đã sai biệt nhau rồi, mặc dù là cùng cúng một chùa, cùng cúng một thầy, cùng cúng một ngày, cùng cúng cho một cái đại lễ luôn nữa, nhưng mà phước báo hai người hoàn toàn khác nhau. Vì cái phát tâm, phát nguyện của mình trong lúc mình cúng cho cái việc xây dựng, mình cúng cho buổi lễ hay là cúng tam bảo bằng cái tâm gì đó rất là thành, trong khi người bạn mình thấy mày cúng vậy là mày hơn tao, không được, tao phải cúng bằng mày. Vậy thôi, phước đâu sanh. Ý niệm đó thôi, chút xíu thôi, cũng là cúng tiền ngang nhau, nhưng mà vì ngã chấp không muốn thua người bạn mình cho nên là gán cúng, mà cúng nhiều là cúng nhiều, nhiều cũng theo, nhiều cũng theo, theo vậy là đâu phải phước đâu. Nó nói vì ngã chấp mình sanh cái tâm gọi là hơn thua trong đó, chứ không phải vì cái thần tính cúng dường tam bảo để xây dựng tam bảo. Hai cái rằm khác nhau hoàn toàn. Thì vậy là qua đời sau mình sẽ khác nhau. Rồi mình hiểu biết, mình nói là ủa đời trước tôi cũng cúng như nhỏ này mà sao tôi không được hưởng phước này, là bất bình đẳng. Không phải, mình đang trên nhân quả, cái phát tâm phát nguyện của mình khác nhau rồi. Thật ra tất cả mọi việc là do cái tâm của chúng ta, do nhân quả, cho phước báo chúng ta mà có sự sai biệt, thì cái sự sai biệt này mới chính là bình đẳng. Sự sai biệt đó mới chính là bình đẳng. Chứ nói bình đẳng là như nhau là không đúng. Thật ra là hiểu biết được nhân quả, phải không? Bình đẳng trên nhân quả. Nó giống như một các vị đi khất thực á, chúng ta mới thấy điều này. Chúng ta mời như chúng ta có cái kinh nghiệm của buổi lễ mà đi của mình, nó đi đạt quán, chúng ta nhìn thấy rõ ràng Phật tử luôn luôn phát tâm tôn kính tam bảo để cúng dường. Thấy chưa? Thì vậy là vị tăng đi ngang là rút miếng tiền cúng đặt bán, rút tiền đặt bán, rút tiền đặt bán. Nhưng mà ông thầy tự nhiên cái phước cũng ghê gớm, đi ngang mình rút mà nó dính 3-4 tấm lượt gỡ không ra, phải bỏ vô bát không à. Nó có đó chứ không phải không đâu. Nó rõ ràng chuyện này xảy ra đó là cái phước ổng nó chiêu tiền cái kiểu đó, là dứt khoát là chúng ta rút hoài mà gỡ không được, không lẽ không có cúng kịp, người ta đang đi là phải bỏ vô bát này 5-7 tấm. Có đó. Và lạ lắm mà tự nhiên là mình sắp tiền lớn, tiền nhỏ rồi. Ví dụ như giờ Phật tử cũng biết là sắp một cọc tiền đó, các vị lớn đi trước rồi bỏ tiền lớn, tới cái phần cuối là mấy cúng mấy vị sa di, ví dụ vậy đi. Nhưng mà móc móc hồi cái ông hòa thượng đi ngang, cái móc đúng tiền lẻ anh bỏ không à. Nó có cái chuyện kỳ đó. Mình nhìn lại trong bát là ông đi qua rồi là mình bỏ tiền lẻ, nhưng mà tiền chẳng để hồi ông sa di kia hưởng. Cái phước của ngày đó, cái vị đó là không chịu được, thì không có thể nói chuyện bình đẳng được. Bây giờ mình có cố tình mình bình đẳng, mình đẳng cũng không được. Cái phước người ta nó sẽ chịu cảm tới những cái chuyện trong đời sống đó, nó luôn luôn là nó có một cái gì đó nó không có phải như mình tính toán. Có một cái gì rập khuôn, có một cái gì cố định, thì cái đó không còn là bình đẳng nữa. Đó là điều mà chúng ta phải hiểu. Mình nói vậy người ta sẽ cự mình, nhưng mà đó là một sự thật. Trên nhân quả thì luôn luôn có sự sai biệt, và tôn trọng nhân quả của người ta mới gọi là bình đẳng. Phải xử sự làm sao mà phù hợp với nhân quả nghiệp báo của họ thì mới gọi là bình đẳng. Bình đẳng trên nhân quả nếu mà hiểu theo cái kiểu thế gian là như vậy. Còn bình đẳng tuyệt đối theo cái kiểu các vị thánh hiền là một cái thế nhìn khác hoàn toàn. Hồi trước mình đã nói về cái đó rồi. Cho nên đó là muốn mà hiểu được cái lý bình đẳng trong Phật Pháp là chúng ta phải có một cái thời gian công phu lớn lắm. Nếu chúng ta xóa sạch hết tất cả những cái tâm niệm mà sai biệt của mình rồi á,
hết cái tâm niệm so sánh phân biệt rồi á, thì mới hiểu được bình đẳng. Chứ không phải là bình đẳng là mình không có khởi niệm so sánh phân biệt, không phải như vậy. Mà chúng ta phải sạch đi thì tâm chúng ta tới cảnh giới tuyệt đối là muốn sai biệt. Khi mà chúng ta thấy, khi chúng ta nhìn, chúng ta không có bao giờ nhìn sai khác được. Tự động chúng ta không cách nào để chúng ta có thể cái thấy nhìn thay đổi được. Thì lúc đó là chúng ta sẽ hiểu cảnh giới bình đẳng là gì. Phật nhãn thanh tịnh bất tư nghì, tất cả cảnh giới đều gồm thấy, theo đạo vi diệu dạy chúng sanh, bủ diệu qua quan tâm tỏ ngộ. Cái này nói tới cái Phật nhãn rồi, chúng ta nghe nói rồi phải không? Trong cái cũng nhiều bài mình nói về ngũ nhãn đó. Phật nhãn rồi pháp nhãn rồi huệ nhãn, thiên nhãn và nhục nhãn, nếu nói từ trên xuống như vậy. Tức là cái thấy của Phật. Thấy của Phật thì thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, tất cả pháp giới đều là Phật. Đó là cái thấy Phật. Tức là cái thấy bình đẳng, tức là tất cả mọi cái đều là Phật. Thấy tất cả mọi cái đều là sự giác ngộ. Cái trí của Đức Phật ngoài cái việc mà thấy Bồ Đề, tức là thấy giác ngộ rồi, thì Đức Phật còn thấy cái gì nữa? Thấy tất cả những cái sai biệt trong tâm thức của chúng sanh. Ra có những người á, có cái lý luận. Tôi nhớ hồi trước có gặp một cái người lý luận là cái Phật nhãn. Cũng hiểu, cũng thông lắm, rồi cũng lý luận được là thấy cái này là Bồ Đề, cái kia là Bồ Đề, thấy là tâm không có so sánh phân biệt, thấy bình đẳng hết. Thì mình cũng hỏi chơi thôi, hỏi vậy chứ có thấy cái sự khác nhau của tôi với thầy không? Nó không bình đẳng mà, tôi nói vậy là thấy lộn rồi. Tôi với thầy hoàn toàn khác nhau, và tất cả chúng sanh với mình hoàn toàn khác nhau. Cho nên thấy là phải thấy được cái sự bình đẳng và thấy được sai biệt, thì mới là cái trí tuệ Phật đạo, gọi là Phật nhãn. Đương nhiên là thấy tất cả các pháp đều là Phật pháp rồi, nhưng mà mỗi pháp đều an vị riêng cái vị trí của chính nó, chứ không phải thấy trắng là đen được, đúng không? Nếu thấy trắng là đen thì thấy lộn xà ngầu rồi, thì đâu phải là Phật trí. Phật trí là thấu thoát tất cả các pháp ở nguyên vị của chính nó. Đương nhiên là tất cả chúng sanh đều sẽ là Phật, nhưng bây giờ nó chưa thành Phật đúng không? Chúng sanh còn quá nhiều nghiệp sẽ thành Phật được, nó có khả năng thành Phật. Thì đó là cái bình đẳng. Khi mà chúng sanh thành Phật thì mới đạt tới cảnh giới bình đẳng như chư Phật. Nhưng mà cái lúc chưa thành Phật thì giới đầy tất cả nhân quả nghiệp báo, là phải thấy người đó đầy nhân quả nghiệp báo, phải thấy được sự sai biệt tất cả chúng sanh. Cho nên trí tuệ đúng là phải có cái gì? Có căn bản trí và sai biệt trí. Thì đại diện cho ngài cái gì? Ngài trí tuệ là Bồ Tát Văn Thù, là căn bản trí, nhưng mà ngài Phổ Hiền là sai biệt trí. Mà không có cái sai biệt trí thì không thể độ sanh được. Trước mắt là mỗi người hành giả tu tập, nếu mà tu tập đúng với đạo Phật á, là họ nhận được căn bản trí, tức là nhận được tự tánh. Nhưng mà khi họ sống trong tự tánh để đi vào cái công phu tu tập một thời gian, trải qua quá nhiều công hạnh, họ có rất là nhiều cái sai biệt trí, thì khi đó họ mới ra ngoài độ sanh được. Cho nên cái việc mà ở trong tất cả cái kinh điển nói về cái hạnh nguyện Phổ Hiền, có nghĩa là cái vị Bồ Tát này luôn luôn làm tất cả những cái việc lợi ích chúng sanh, cũng như là đưa tất cả Bồ Tát đều thành Phật, thì cũng là do cái hạnh nguyện của Phổ Hiền. Chứ không ai nói hạnh nguyện của Văn Thù hết đó. Mặc dù Văn Thù là căn bản trí, là một cái gì đó rất là nền tảng, nhưng mà chính cái nền tảng này nè, không phải là cách độ sanh giống như ngài Phổ Hiền. Cho nên trong tất cả kinh điển cứ nói là nói hạnh nguyện Phổ Hiền, đúng không? Ngay cả mình tụng mà mình cũng tụng thập nguyện Phổ Hiền vân vân. Tức là như trong bản kinh này, tới cái đoạn cuối chúng ta mới thấy là cái ngày Phổ Hiền quyết định giai đoạn cuối cùng của hành giả, chứ không phải ngày Văn Thù. Ngày Phổ Hiền mới làm tất cả những cái gì đó mà thay đổi đời sống tâm linh của người ta, phương tiện giúp người này người kia. Ngay cả Bồ Tát Di Lặc cũng phải nhờ Bồ Tát Phổ Hiền để đi tới một cảnh giới nào đó. Tất cả các vị Bồ Tát đều phải là sử dụng cái sai biệt trí để đi vào nhân gian. Thì vậy là nếu mà mình thấy được cái bình đẳng mà không thấy được cái sai biệt, là mình thấy có nửa con mắt hả? Mở mới nửa con mắt rồi. Cho nên lý luận bình đẳng có khi nó là một cái bẫy. Mà nói về lý luận bình đẳng hay vậy, nhưng mà không thấy được sự sai biệt trong nhân quả của người khác thì người đó chưa có trí tuệ. Thấy bình đẳng thì là rất bình đẳng, sống bình đẳng thì bình đẳng trên nhân quả. Phải tôn trọng tất cả những cái nhân quả của họ hiện có, tức là người biết cách để sống bình đẳng. Vì vậy là với cái Phật nhãn cũng vậy, tức là cũng mắt Phật
thì thấy hết. Ngoài cái việc mà thấy chân lý ra thì Đức Phật thấy khắp pháp giới chúng sanh muôn loài có hằng hà sa số, những sự sai biệt dù nhỏ nhất Đức Phật cũng thấy biết rất rõ ràng. Đó là điều mà cái trí tuệ của Phật gọi là Phật nhãn. Cho nên khi mà nói tới cái trí tuệ của Phật thì Phật mới thấy được hết, để Đức Phật mới có đủ phương tiện độ sanh. Nếu mà Đức Phật không thấy sự sai biệt tất cả chúng sanh thì Đức Phật không thể nào độ sanh được. Cho nên trí tuệ thì thấy tất cả các pháp là giác ngộ hoàn toàn. Thấy giống như thiền sư nói là xuất mục tức bồ đề, tức là thấy là giác ngộ. Mà Đức Phật là thừa có cái thấy này, gọi là cái Phật nhãn, là Đức Phật có cái này. Nhưng Đức Phật cũng thấy hết chúng sanh đó, với cái sự hiểu biết đó bây giờ, với cái công phu đó, với cái việc làm đó, cái suy nghĩ đó là sẽ có nhân gì, quả gì, đi tới đâu, đến giai đoạn nào, dừng giai đoạn nào, dứt giai đoạn nào, phát triển cái gì, chuyển từ nghiệp này qua nghiệp kia làm sao, thì Đức Phật thấy rõ hết tất cả những sự sai biệt đó. Chứ không thấy đơn giản ở một cái chỗ mà như mình thấy đẹp, thấy xấu chỗ đó thì thôi. Thì Đức Phật đã thấu thoát được cái nhân quả nghiệp báo chúng sanh vô lượng, vô số kiếp ở quá khứ cũng như vô lượng, vô số kiếp ở về sau. Do đó mà chúng sanh được Đức Phật phương tiện dạy dỗ rất là phù hợp với cái nghiệp riêng của mình mới có thể tiến hóa được. Ma quân rộng lớn số vô lượng, trong một sát na đều trừ diệt, tâm không lay động khó nghĩ lường, kim cang diệu kế được phương tiện. Ở cái ngày kim cang diệu kế này có được cái khả năng là gì? Trong một sát na diệt trừ được cái ma của mình. Ma mình theo trong kinh nói là mình có mấy loại ma ta? Ma gì? Ma ngủ ấm mà. Rồi ma gì nữa? Tử ma nè. Bởi gì nữa? Thiên ma nè. Nhiều lắm, nhiều, rất là nhiều loại ma. Trong đó cái ma mà khó diệt trừ nhất là ma tham, ma sân, ma si của mình là khó lắm. Cái ma đó là khó diệt nhất. Thế là một vị Bồ Tát mà có khả năng là trong một sát na mà diệt trừ tất cả các loại ma chướng ở nơi tâm là gì? Là đạt ngộ giải thoát rồi. Không, thật ra cái vị kim cang diệu kế này được cái khả năng đó, tức là có khả năng mà dứt trừ được tất cả cái ma ở nơi tâm mình. Và khi dứt trừ được ma tâm rồi thì người đó mới đạt được giác ngộ giải thoát. Khắp mười phương cõi diễn diệu âm, mười phương pháp giới đều cùng khắp, cảnh giới tam muội của Như Lai, hải triều âm thần được rõ biết. Cái này là mình nói nhiều lần đó nha. Nói nhiều lần nói về cái diệu âm của Đức Phật mà đã hiện khắp mười phương cõi nước á. Nếu chúng ta không có công phu á thì chúng ta đợi thuyết pháp mình nghe không? Mà công phu chưa tới thì chúng ta cũng chẳng có nghe được cái âm vang, cái bài pháp của Đức Phật đã thuyết nó còn vang động hay không. Như mình ở đây thì mình nếu mà theo lịch sử nhân loại thì Đức Phật đã tịch 2500 năm rồi. Những cái lời nói Đức Phật nó chỉ còn tồn tại ở trong kinh thôi, chứ còn chúng ta không biết được cái lời nói Đức Phật còn ở đâu, đúng không? Nếu mình không có đọc kinh thì mình xem như là mình không có được biết tới pháp của Đức Phật. Nhưng mà khi một người hiểu biết rồi, họ sẽ thấy khác hơn mình nhiều. Tức là pháp âm của Đức Phật đã diễn nói mười phương cõi nước, chứ không phải là nói ít. Thật ra chúng ta thấy là cái trí tuệ của một người mà tu tập á, nó khác với cái thấy biết của phàm phu, khác hoàn toàn. Nếu một người có tu tập họ sẽ nghe pháp Phật ở một cái chỗ khác hoàn toàn, chứ nó không có giống như mình. Mình là người phàm phu, cho nên mình học Phật theo cái kiểu phàm của mình, là mình mở băng mình nghe, mở đĩa mình nghe, mình đọc trong kinh mình mới biết được pháp của Đức Phật. Như vậy là chúng ta đang trong cái giai đoạn mà gọi là phàm phu học Phật. Phàm phu học Phật là học kiểu đó. Còn các vị thánh thì không học kiểu vậy. Ở trong định các vị, hồi sáng mình nói rồi đó, ở trong định các vị thấu hiểu hết tất cả bài pháp của chư Phật mười phương. Một cái điều kỳ diệu như vậy. Thật sự không có gì kỳ diệu, không có gì lạ. Không có gì lạ. Giống như bây giờ một người đệ tử mà thông minh á, chỉ cần ông thầy liếc mắt một cái thôi là hiểu ông thầy mình muốn cái gì.
không có đợi thầy nói đâu. Không, giống như hồi trước có một cái câu chuyện của thiền sư á, ổng ngủ thức dậy cái ông nói hôm nay ta ngủ ta có một giấc mộng đâu, các con thử đem giấc mộng tới cho ta coi. Thì trong chúng đệ tử có hai ông đệ tử hiểu ý thầy, ông bưng cái thau nước, ông lấy cái khăn lau mặt, lấy dâng cho sư phụ. Hiểu ý thầy, ông thầy nói là bây giờ ta nằm mộng, ta thấy giấc mộng rồi, thử ngươi đem giấc mộng của ông thầy là ngủ thức dậy là rửa mặt. Có gì đâu, đơn giản đó. Cho nên em đệ tử ông bưng cái khăn, ông bưng cái thau nước lại cho sư phụ rửa mặt cho ông. Đó, gọi là hiểu ý thầy. Thật ra khi mà một người đã công phu đạt tới cái thiền định sâu á, là họ sẽ hiểu được cái điều của Phật nói. Nó gọi là tâm thông với tâm. Với các vị thiền sư nó tâm truyền tâm, không phải. Tôi xin chỉnh lại câu nói của nhà thiền từ trước tới giờ là tâm truyền tâm, gọi là cái ngày truyền tâm ấn gọi là tâm truyền tâm, sai rồi. Thông tâm chứ không phải là truyền. Tới một cảnh giới tương ưng á, nó thông với nhau. Cho nên nó có những cái vị thiền sư tới gặp nhau là phải trình kiến giải, phải nói câu gì đó. Có cái chuyện của hai vị thiền sư gặp nhau, thiền sư Thứ Thiệt á, gặp nhau tức là hai người này là hai cái bậc thiện tri thức đã từng giảng giải Phật pháp, đã từng khai ngộ thiền, đã từng lập đạo tràng rồi. Thì có bữa đó hẹn gặp nhau để uống trà. Ông thị giả này nghe giống như là trúng bánh rồi. Chuyến này là thế nào cũng nghe hai sư phụ nói chuyện. Bắt đầu chuẩn bị trà nước rồi ở cái bàn trà cho sư phụ. Hai sư phụ gặp nhau chắp tay xá một cách rất là nồng nàn với nhau. Xong rồi cái ngồi xuống, hai người ngồi rất là bình tĩnh. Rồi cái châm trà uống, bưng ly trà rất là thiền vị uống, để xuống như một thiền sư để. Ông thị giả đứng giở lỗ tai nghe. Có hai ông này nói gì nghiêng qua lỗ tai, hôm nay nghiêng qua anh kia, suốt một hai tiếng đồng hồ không nghe nói câu nào hết. Hiểu rồi, gặp nhau thực sự là họ xá nhau là họ đã hiểu rồi. Hiểu vậy là đủ, có nghĩa là thông với nhau rồi. Thế vậy là khi mà ở bên ngoài của nhà thiền được gọi là truyền pháp hay là truyền tâm ấn, không phải là tâm truyền tâm, không phải tâm này sang qua tâm bên kia, mà là thông nhau hoàn toàn rồi. Một vị thiền sư ví dụ như có một vị đệ tử mình trình kiến giải á, có khi nói này nói kia là giả bộ ngồi chơi cho nói cho nó đã đi, chứ thật sự còn nói là nó không tới, mà biết là nó họ nói không tới cho nên nói đã đi. Nhưng mà có những người chỉ cần á là gật đầu là biết rồi. Ví dụ như có thiền sư nói là cái gì, nói Phật pháp là một cái gì nó rất là khẩn thiết, sao các ngươi không có đến gần. Có một vị thiền khách mới bò ra, mới khung, mới đảnh lễ, đánh ba gậy. Nói dạ con chưa hỏi sao bà thượng đánh con, bà thượng kêu con lợi gần mà sao bà thượng đánh. Nói là ta không đánh ngươi là không có kịp. Không có kịp, nó đợi mày, mày lễ qua lễ của mày hỏi là tùm lum chuyện rồi, phải không? Nhưng mày thân cận là cái gì? Thân cận tức là phải dẹp bỏ hết tất cả những cái chướng của phiền não để mà thâm nhập Phật pháp mới được gọi là thân cận. Mắt mới vậy phải lợi gần không thầy? Không, thầy bị ba gãy là đúng rồi chứ gì nữa. Nó không phải thân cận đâu. Nó có thân cận là gần gũi ông thầy. Nó có những cái như vậy là ra khi mà chúng ta mới thấy là thiền sư khi mà nó ngộ rồi là không cần trình kiến giải. Đó giống như á, kỳ trước mình nói tới ngày Đơn Hà đó. Sau khi ở đạo tràng của vị thầy của mình là Thạch Đầu. Đó, ở Thạch Đầu 3 năm. Tới một ngày, ngày Thạch Đầu nói là hôm nay làm cỏ trước điện Phật. Thì Đơn Hà mới cả chúng lục đục đem cuốc, đem dao, đem chẻn ra trước sân để làm cỏ. Thì ngày Đơn Hà bưng thao nước với cái dao cạo quỳ trước bàn Phật. Thì sư phụ cạo đầu. Cạo đầu xong rồi sư phụ cũng giả bộ là thuyết giới. Thực sự là biết này nó không có nghe giới chi nữa. Tới đây nghe giới gì nữa mà nghe. Nhưng mà ngài Thạch Đầu cũng gán thuyết giới là sau khi xuất gia rồi rõ giới thứ nhất là cái gì, thứ hai là cái gì, mà chưa tới thứ nhất là cái gì là Đơn Hà bịt lỗ tai đi mất rồi. Không có nghe hết rồi, không có chuyện để nghe nữa. Xong rồi thì ngài Thạch Đầu có hiểu Đơn Hà không? Hiểu rất hiểu, và đệ tử mình cũng hiểu thầy mình. Đó là cái cách để làm cho thiên hạ thấy rằng đã thông nhau rồi, cho nên không cần phải nói gì nữa.
Mặc dù cái cạo tóc nó chỉ là thủ tục, và Ngài Thạch Đầu cũng biết chắc rằng khi Ngài Thạch Đầu nói câu đó là Ngài Đơn Hà sẽ bưng cái thau nước trước chánh điện. Cho nên là Ngài Thạch Đầu vừa nói là hôm nay ta làm cỏ trước điện Phật là Ngài Thạch Đầu đã lên chánh điện ngồi rồi. Thì lúc đó Ngài Đơn Hà bưng thau nước lên là làm lễ cạo tóc. Cả chúng bất ngờ, nhưng mà đó là cái mà tâm nó thông nhau rồi. Thì cũng làm một thủ tục giống như các cái giới đàn khác là khi xuất gia rồi phải nói giới. Nhưng mà ông này thì đã nói là khi mà đã tâm bình thì không có nói chuyện trì giới à. Không, đạt tới cảnh giới là tâm bình, không cần phải nói giới cho bỏ đi. Nhưng mà khi qua tới đạo tràng của Mã Tổ thì do cái ơn hồi trước, do ơn hồi trước là khi mà Ngài Đơn Hà tới gặp Mã Tổ, lúc đó Ngài Đơn Hà dở nón cúi đầu thôi, chưa nói câu nào. Thì Ngài Mã Tổ nói thầy ngươi là Thạch Đầu đâu phải ta đâu, đi vào anh chơi đi. Siêu xuất đến mức độ đó, tức là không hiểu được cái tâm cái người đệ tử của mình. Thì cái ơn của Ngài Mã Tổ đưa Ngài Đơn Hà tới cái đạo tràng của Ngài Thạch Đầu để 3 năm ở trong chúng Ngài Thạch Đầu để được cạo tóc. Nhưng mà thực sự 3 năm trong đó làm cái gì, học cái gì, ngộ cái gì thì không nghe lịch sử nói, đúng không? Nhưng mà thực sự cũng nhờ ở trong đạo tràng đó 3 năm. Thì như vậy là nhờ ơn của thầy ngày xưa giới thiệu qua Ngài Thạch Đầu, bây giờ quay trở lại trình kiến giải. Không, bằng cách là gì? Leo lên cổ của cái tượng thờ ngồi chơi trên đó đó, không nói câu nào. Toàn chúng loạn lên hết, chạy kêu Mã Tổ nó là có ông vị tăng điên nào đó đang cởi cổ của vị thánh tăng ở trên điện thờ á. Thì Ngài Mã Tổ tới hiểu liền, đặt cho mọi cái tên là Thiên Nhiên Con Ta. Cái ông tuột xuống lại liền, tới xin pháp danh kiểu đó đó. Pháp danh xin sư phụ Tổ đã rõ ràng là vị này muốn Ngài Mã Tổ đặt cái tên là nhờ cái ơn ngày xưa giới thiệu qua Ngài Thạch Đầu mà qua cởi cổ rồi nó tượng thánh tăng vậy. Thì có nghĩa là họ đã thông nhau rồi. Như vậy là không phải tâm để truyền tâm nữa, mà một sự thông tâm rõ ràng. Tức là khi họ tới cảnh giới đó họ thông nhau lạ lắm, thông nhau nhiều việc lắm. Vì thầy có thể nhìn thấy cái người đó tới hay là không tới do cái tâm thức của họ. Và chỗ đó được gọi là chỗ gặp nhau của thầy trò. Tới đó mới gọi là thầy trò gặp nhau, chứ bây giờ ngồi đối diện này không phải gặp nhau đâu. Ngồi đối diện này chưa phải. Chừng nào mà tâm thực sự thông với nhau để thấu hiểu là thầy trò đã gặp gỡ nhau rồi đó. Và gặp đó mới là gặp thật, thầy trò mới thật gặp. Còn không là chúng ta gặp ở cái tướng bên ngoài thôi, trước ngoài thì chưa phải là gặp nhau. Đó, cho nên là chúng ta mới thấu hiểu được cái Phật Pháp mà ở một cái chiều sâu, là nó có một cái gì đó nó khác với cái kiểu lý luận của cái người phàm của mình. Và chắc hôm nay chúng ta dừng cái buổi nói chuyện ở đây ha. Rồi thôi chúng ta nghỉ ha. Chúng sanh vô biên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lành, đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vàng tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ rạng nghìn thu. Nếm trải đắng cay ngọt bùi đủ để yêu thương. Ôi nhân gian sao lắm mau muốn về, đêm làm sao nhân thế yêu ơi. Xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông núi, xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Bây giờ đạo đời tỏ ràng, ánh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ rạng nghìn thu. Nếu ai biết ta bà vui đến thế,